Người sống ở đời có sáu thứ phải nên cầu, sáu thứ phước nên làm. Một là bố thí. Bố thí. Nhưng mà bố thí nó có ba cách: bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô ý. Người ta cần cơm ăn áo mặc mình cho, nhưng mà có những người trên đời này ta đâu cần đó. Ta cần gì? Người ta cần lời khuyên. Nghe tầng người ta cần sự cảm thông, người ta cần sự an ủi, thậm chí người ta cần nụ cười của mình. Nhưng mà mình gặp họ không bao giờ mình cười. Mà thậm chí mình đang cười với người này, xây qua họ cái cười mình nó lạnh lại. Hồi nãy mình đang lỏng, đang loãng vậy, nhìn qua họ cái tự nhiên mình cứng đơ. Và mình nói, trời tôi thấy nó cái tôi chết đứng. Tôi thấy nó cái tôi đứng hình. Một Phật dạy một là thí. Thưa đại chúng, ở trên đời á, có nhiều khi mình muốn cho mà không có cơ hội, bởi vì không ai tới xin. Pháp Hòa ví dụ như ở cái xứ này là mình muốn bố thí gạo cũng hơi khó đó. Bởi vì sao? Không ai thiếu gạo hết. Không ai thiếu gạo, mà thậm chí xứ này người ta sợ gạo muốn chết, tại ăn nhiều tiểu đường. Bây giờ bố thí quinoa chắc được. Tức là nhiều khi mình muốn cho mà chưa chắc người ta nhận, bởi vì ta chưa cần. Cho nên nếu mà đủ duyên, đủ dịp mà chúng ta gặp dịp mà chúng ta bố thí, chúng ta làm mà không cần nhiều. Đừng có nghĩ rằng mình phải có bạc trăm, bạc ngàn mình mới cho mới gọi là đúng. Không phải vậy. Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng á, mình bố thí cho người nghèo phước ít hơn là bố thí cho chùa. Không phải, tùy cái duyên. Pháp Hòa ví dụ như á, mình cúng tiền xây Phật, xây chùa, và mình cúng dường cho mình một cái người nghèo, người ta đói khổ. Cái đói khổ mình cho đó là mình chỉ cứu được cái gì? À, nhất thời thôi. Chúng ta gọi là cứu cái ngặt. Còn cái nghèo nó truyền miên sao cứu? Ta kêu ngặt nghèo. Lúc mà ta bảo lục mình tới cứu được. Còn cứu nghèo cứu nổi không? Nhiều khi mình cũng nghèo vậy, nhưng mà tại vì người ta ngặt quá. Mình tuy mình nghèo, nhưng mà ta ngặt ngay cái lúc đó, mình cho người ta một chút được. Cho nên ví dụ như qua đây mà kêu xóa đói giảm nghèo, Việt Nam mỗi năm nhập cảng qua gạo hàng tấn tấn bán bên này, đói đâu mà. Thưa đại chúng, mình khi mình cứu cái ngặt, còn cái nghèo thì nó nhiều lắm. Mà thậm chí tất cả chúng ta ngồi đây không ai dám nói mình giàu đó. Có giàu có dám nói đâu. Nhưng mà mình bố thí là mình cúng chùa, mình làm Phật, cái đó nó triền miên, nó dài hạn. Tại sao? Tại vì người ta nhìn Phật, người ta phát tâm. Còn cái chùa mà có được, người ta tới, người ta nương tựa, người ta tu, người ta hết khổ. Có nhiều người, người ta đói bụng, người ta nhịn được, mà khổ đau, người ta chịu không được. Cho nên ông Huy Cận á, ông cũng biết nhiều khi cái người thương của mình không có cần gì, cần bờ vai để mình khóc thôi. Cho nên nhà thơ Huy Cận mới nói: vai đây em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Trái sầu mà rụng xuống cái bịch thì kêu sầu riêng đó. Cho nhà thơ Huy Cận ngày ông cũng hiểu được, có đôi lúc mình không có cần gì hết á. Mình chỉ cần bờ vai thôi, để mình ngã xuống mình khóc. Tại sao dựa vô thành khóc cũng được vậy? Tại sao phải dựa vai? Tại vì nó có feeling. Vậy cho nên bố thí mà khi mình đưa cái bờ vai cho người ta khóc để người ta giảm khổ là bố thí vô ý. Sợ hãi. Có nhiều người, người ta sợ đói, sợ nghèo, sợ đủ thứ hết. Và thậm chí có những người sợ chết, mà sợ cũng có thoát đâu. Thì mình nói làm sao để người ta hiểu. Nhưng mà nhớ là mình đi bệnh, thăm bệnh đó, là người ta sợ chết lắm. Đừng nói. Quý vị có bao giờ thấy Phật bắt ấn vậy không? Có không? Có thấy thỉnh thoảng tượng Phật bắt ấn kiểu này không?
Ấn này gọi là ấn gì biết không? Ấn vô úy thí. Ấn là gì? Nè, ấn nè. Đây cũng cái ấn nè. Thấy không? Đây cũng cái ấn nè. Ấn nhiều lắm. Vậy thì ấn là gì? Ấn là cái biểu tượng của tâm. Mình muốn nói cái gì mà nói không được, biểu lộ thành cái ấn. Ví dụ như có nhiều người ta giận quá, ta tức quá, ta đánh không được, ta làm gì? Ấn này cũng cái ấn. Ấn cung tay. Mà mình, cái người kia mình gặp họ, hỏi ngon không? Họ không biết nói sao cho hết ý. Không, mà muốn khen nó giỏi quá. Muốn khen nó dởm quá. Ấn giỏi nè, ấn dởm nè. Vậy thì ấn là gì? Ấn là biểu lộ cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật á, có một cái ấn này. Ấn này gọi là ấn vô úy thí. Ấn mà Phật đưa cái tay Phật chạm xuống đất là ấn địa xúc. Địa xúc là gì? Tiếp xúc với đất. Ví dụ mình đi vô thăm bệnh á, trước khi mình đi ra mình nói vậy nè: bác đừng có lo nha, bác cứ nằm đây tịnh dưỡng đi, bác sĩ ở đây giỏi lắm, ở đây mà chết là hết số đó, chứ còn ta không cho mình chết đâu. Nói vậy, nói mà cái tay mình ra vậy nè. Cái này là gì? Vô ý đó. Đây là ấn vô ý nè. Còn mình đi vô mình thăm bệnh, người kia người ta vô bắt tay, xong rồi bắt cái tay này, tay kia mình để lên: bác khỏe không? Mấy ngày nay bác ăn uống gì được không? Trời ơi, tội không? Tay bữa nay xương xấu không? Tiếp xúc. Cho nên á, trong trò Phật giáo mình nói chuyện á, không có ai mà ngồi, bình thường người đời cũng vậy, không ai ngồi nói chuyện. Giảng sư mà lên: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, Phật dạy như vậy như vậy như vậy, đi xuống sao ông thầy cũng cứng đời vậy. Mà ông thầy ông nói pháp mà ông diễn tả, nói mà mình có diễn tả để nó biểu lộ hết cái ý của mình. Ví dụ mình nói: tôi hả? Nghe là dỗ ngực. Tôi không sợ nào hết. Mà cũng nào sợ tôi. Mình nói mà mình biểu lộ. Vậy cái tâm của mình sao mà mình biểu lộ bằng cái hành động, cái tay, để người ta dễ nhận diện. Cho nên quý vị biết là bây giờ mình sẽ hiểu thêm là tại sao tượng Phật bắt ấn. Có Đức Quan Âm có tổng cộng là 42 cái thủ ấn. 42 thủ ấn. Vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có nhiều cách để bố thí. Bố thí nụ cười, bố thí một lời nói. Tiếng Mỹ nó có câu á: the meaning of life is to give. The purpose of life is to share. Cái ý nghĩa cuộc sống là chúng ta chia sẻ và chúng ta ban tặng. Cho nên quý vị, hôm nay quý vị đến đây là cũng có bố thí đó. Người mang bánh, người mang chè, người mang xôi. Và thậm chí mình bố thí sự có mặt của mình để mình enjoy những món người ta nấu. Mình không đem gì hết á, nhưng mà mình bố thí thời gian ngồi đây ăn. Rồi mai mốt đây, quý vị đã từng phát tâm cúng dường. Cúng dường cũng là bố thí. Quý vị đã từng cúng dường để thầy trụ trì có phương tiện tạo dựng cơ sở này. Và quý thầy tạo chùa để làm gì? Mục đích là để hướng dẫn cho đại chúng tu tập. Nhưng mà bây giờ mình muốn tu tập thì phải có cơ sở. Bây giờ cái chùa Phổ Đức nằm trong phố thì mỗi lần mà làm lễ thì ở trong này tụng kinh mỏ nhịp tới đâu là tim thầy trụ trì cũng nhịp tới đó.
Tại vì thấy sợ không biết ai, mấy người đậu xe bảy bà đi, hàng xóm nó tới nó không gõ mõ, mõ gõ cửa. Cho nên thầy trụ trì tụng kinh chậm lắm, tại vì thầy bị yếu tim. Trời, thấy tụng bài sáng mà nó già. Bây giờ tim nó lỏng rồi. May là mình cũng yếu theo thảy luôn rồi, cho nên mình tụng theo kịp. Chứ người nào mà có cái nhanh nhẩu một chút mà tụng thảy ngồi thôi thì đứt hơi chết. Cho mình cúng dường, mình bố thí, bố thật sự cúng dường cũng là bố thí đó. Nhưng mà tại vì mình dùng cái từ nó khác thôi. Người Việt mình là cái gì? Tặng, biếu, cho, bố thí, cúng dường. Rồi bắt đầu mình chia ra. Bạn bè thì tặng biếu, hoặc là người trên mình tặng biếu, còn dưới cho, bố thí, đem tới ông thầy cúng dường. Con Phật tử này, kính bạch quý thầy, hôm nay con xin hát một bài hát để cúng dường cho quý thầy. Cái hòa thượng nói, hát thì nghe chơi chứ ăn uống gì được cúng. Bố thí. À, mai mốt là quý vị đã từng bố thí rồi. Bố thí nhiều lắm. Cho nên trong cái bài sám, nếu con đã từng bố thí, dù chỉ một hạt cơm, nếu con đã từng cúng dường trai tăng, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng cứu hộ chúng sanh, dù chỉ một con sâu, con kiến, nếu con đã từng tu tập, dù chỉ một buổi, nếu con đã từng niệm Phật, dù chỉ một câu, tất cả các công đức đó con hãy gom lại hết để hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Vô thượng là gì? Sự giác ngộ mà không gì hơn đó hết thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Còn bây giờ mình cũng giác, nhưng mà giác có lúc, giác có khi. Cho nên tiếng Hán gọi là hốt giác hốt mê. Hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Còn mình tỉnh đến mức độ mà mình giây phút nào mình cũng tỉnh thì gọi là Vô Thượng Bồ Đề, gọi là toàn giác. Đức Phật là toàn giác, còn chúng ta là gì? Một là bất giác, hai là phần giác, khổ đau giác đó. Dụ như lúc mình còn độc thân, nó ở vậy cho khỏe, nó buồn lắm anh ơi. Rồi mình cũng đi kiếm người để giống người ta vậy. Nhưng mà cuối cùng nó trời ơi, phải tôi nghe lời anh, giờ tôi đâu có thân như vậy. Nhưng mà cái lúc bình thường ta nói mình đâu nghe. Khổ lúc đó, mình giác lúc đó. Cho nên cái thứ hai là gì? Bố thí rồi Vô Thượng Bồ Đề. Thứ ba là gì? Nhẫn. Nhẫn cũng là một hình thức bố thí, mà nhẫn cũng là một pháp tu. Nhẫn có phước. Có khi, có khi nhẫn không phải mình thua, mà có khi mình để làm cho cái cuộc, cái buổi đó, cái sự việc đó nó tốt hơn. Có phước lắm. Cho nên Đức Phật nói bố thí là phước, nhẫn là phước. Nhẫn nó có ba cách nhẫn nha. Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Mình sống trong đời, còn là con người với nhau, sống đụng chạm với nhau, thế nào cũng có chuyện. Đâu đừng có tưởng ở chợ, ở chỗ làm mới có chuyện để nhẫn, vô trong chùa nhẫn còn dữ nữa. Tại vì nếu mình không nhẫn á, mình nói bậy, nói bậy mất phước. Mình không nhẫn á, mình thấy nguýt mất phước. Mình không nhẫn, mình giận, mình bỏ về hết phước. Chữ mất đây không ai lấy lại của mình, mất cái cơ hội để mình tiếp tục. Ví dụ như nãy lẽ ra mình ở rồi nghe tụng thời kinh, nghe bài pháp, ăn chén cơm, đủ ba thứ đi về. Mới tụng thời kinh là giận sách vở về, mất buổi nghe pháp. Mất dĩa cơm chay. Vậy cái mất phước.
Mà hồi nãy đang cười đẹp quá mà tự nhiên hết không nhận được, cái tự nhiên nụ cười nó chuyển hướng rồi. Thì cái đó nó cũng mất cái đẹp. Cho nên Phật nói Như Lai không từ nan nhẫn nhục. Nhẫn mà pháp nhẫn là sanh nhẫn là giữa con người với nhau. Vợ chồng cũng phải nhẫn chứ đừng tưởng là hiểu nhau hết nha. Rồi cha mẹ, anh em, bà con, bầu bạn, nhất nhất sẽ sống chung là phải nhẫn nhục. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Rồi thế nào gọi là pháp nhẫn? Ngày hôm qua Phật tử ra đây làm công quả, nóng 30 độ. Nóng quá chừng mà phải đi cắt cỏ, phải trồng cây, phải đào hồ vân vân, cũng phải nhẫn. Vì mình sống ở xứ này nè, có khi thì nắng quá, như chiều nay thì sao? Ngày hôm nay lạnh đó. Nóng lạnh cũng là pháp nhẫn. Pháp là gì? Là một cái phương tiện, một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải nhẫn. Giờ này còn ngồi đây được á, tháng 11, tháng 12 dám ra. Thầy trụ trì nó ra đi, ngồi 5 phút thành Phật à. Con thôi để thầy thành đi. Con thành con được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình sống ở xứ lạnh thì chúng ta phải biết cách để chúng ta nhẫn. Ở xứ lạnh thì không thể bắt tháng 12, tháng 1 mà nó nóng như mùa hè được. Nói chung, cuộc sống chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như giờ gia đình mình đông người, ở cái nhà chật chội đó, cái chỗ đó cũng phải nhẫn. Cái đó là pháp nhẫn đó. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh, sanh nhẫn là nhẫn con người. Đến khi nào mà mình thuần thục giữa người và cảnh, cái đó gọi là vô sanh nhẫn. Nó tại sao chị nhìn được nó hay vậy? Nó tại tôi quen rồi. Nó chờ nó gặp tôi nó chết. Vì em mình nói vậy mai nó chưa gặp chị nên nó chết. Vô sanh nhẫn. Cái chuyện mình còn cười thoải mái được mà người khác không cười được. Mà con người của chúng ta thường chúng ta sống bằng cái gì? Cái so sánh rất là nhiều. Đừng có nói chi nội cái chuyện mà mình cũng mua món đó mà người ta sao khá hơn mình mà mình dở hơn chút là mình cũng buồn rồi. Tại sao tôi cũng mua đó 2 đồng, anh này cũng mua 2 đồng mà ảnh tốt hơn tôi, mình cũng buồn rồi. Cho nên trong cuộc sống, nếu mình nhẫn được, mình nhớ, có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Nhiều khi mình nhẫn để mình yên bề. Quý vị, mình đi thuyền á, mà nhúc nhích cái nước nó vô, chìm cả đám, ngồi yên bất động. Có khi nhẫn cũng giống vậy đó. Nhẫn cũng nhiều khi mình phải như vậy để chi nó qua cái cơn đó. Nếu không mệt lắm. Nhẫn cũng có phước, bố thí cũng có phước, dạy dỗ người ta cũng có phước. Ví dụ như mình thấy mấy đứa nhỏ, mình dạy nó, nhưng mà mình phải dạy bằng cách nào? Con nít ở đây á, khi mình nói say no, nó khác với người ở Việt Nam mình lắm. Cha mẹ nói không, không cần giải thích. Nhưng mà con nít ở đây nó khác. Mình nói không mà mình phải giải thích, nó mới phục. Và thậm chí mình nói cái đó hư thì mình hãy chỉ cho nó cái giỏi, cái đúng, để nó thấy. Chứ còn mình no mà mình không nói gì hết, nó không phục. Cho nên mình phải dạy nó. Mình phải dạy dỗ và mình phải nói pháp, nói nghĩa. Cho nên thưa đại chúng, tại sao quý thầy hay giải thích? Tại sao phải cúng hương? Tại sao phải thắp đèn? Tại sao phải cúng hoa? Tại sao phải cúng nước? Tại sao phải cúng trái cây? Cái đó là nói nghĩa. Nói cho mình nghe cái nghĩa của nó. Ví dụ như quý vị mặc áo tràng, ngay trước ngực đấy, có một cái chấn ngay cái cổ áo này. Đây là may áo tràng theo kiểu đúng cách của người Việt Nam. Có cái chấn cái áo ngay đây, để cho làm cái áo nó đứng và đồng thời tượng trưng cho nhất thừa đạo Phật. Còn nếu mà may theo người Hoa đó, cái cổ áo chồng lên 3 lớp.
Và ở phía trước này người ta dằn chỉ 53 đường chỉ. Ba lớp đó là tượng trưng cho Tam Bảo. 53 đường chỉ đó tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà nếu còn không nữa, ta dằn 37 đường là tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Còn Phật tử mà khi xếp cái áo tràng là phải nắm ngay cái sống áo mà xếp, chứ không có xếp chỗ khác. Ra cái áo tràng rồi nắm ngay cái sống áo xếp lại. Mà khi mình nắm ngay cái sống áo thì tự nhiên mấy cái hai cái tay áo nó khép vô. Có nghĩa là Phật tử chỉ cần nắm được cái sống của giáo pháp thôi, đâu nó vô đó hả? Mình nắm được cái then chốt của giáo pháp. Phật pháp không ngoài ba môn: giới, định, tuệ. Không ngoài ba cái đó. Làm bất cứ việc gì không ngoài ba cái giới, định, tuệ. Cho nên nói pháp, nói nghĩa, bảo hộ chúng sanh. Mình ăn chay là hình thức bảo hộ chúng sanh. Bây giờ Phật tử mình á, mỗi một lần mà lễ lớn của các vị Phật Bồ Tát á, phần lớn chúng ta làm gì nè, căn bản nhất, ăn chay. Rồi ngày hôm đó mình không đi chơi, mình ở nhà mình tụng kinh. Ví dụ lễ Quan Âm cái mình ở nhà mình lại ngủ bách danh 500 lại Quan Âm. Hoặc là mình tụng phẩm phổ môn, hoặc là mình trì chú Đại Bi. Nói chung là lễ Phật nào, Bồ Tát nào cái mình tụng kinh, mình ăn chay. Quý vị thấy không? Một bậc thánh mà ra đời thì bảo hộ biết bao nhiêu sinh mạng. Cho nên cái ngày Phật Đản á, cái ngày Phật Đản á, quý vị thay gì á, quý vị gửi text cho nhau nha, gửi email cho nhau: Happy Father's Day, Happy Mother's Day, Happy Valentine's Day, đủ thứ day hết mà quên Buddha's Birthday. Bắt đầu từ bây giờ, Phật tử hãy nên nhớ là mình nhớ gửi cái text cho nhau là chúc mừng Phật Đản. Phải có cái đó. Mình nhắc nhở nhau, thậm chí còn hẹn nhau: cuối tuần này anh có đi đâu chơi không? Rủ nhau đi ăn. Thì bây giờ mình cũng có thể làm gì. Đừng có đợi lễ là gì của thế gian rồi chúng ta tổ chức tiệc. Lễ Phật Đản tổ chức tiệc, mời bạn tới nhà ăn, toàn đồ chay. Vừa nói lên được cái tinh thần Phật tử, chúng ta celebrate, chúng ta tưởng niệm cử hành ngày lễ đó bằng cách chúng ta tinh tấn, chai lạc và bảo hộ với nhau. Mình không kêu họ ăn chay, họ quên, họ ăn mạng. Tu là phải hú. Cho nên ai gặp mình mà nói chị mà tu gì, chị tu hú với tu gì, người ta không có chê đâu, người ta khen đó. Ta đang khen mình đó, tại vì hú người này tu, hú người kia tu. Người ta quên lễ Phật Đản, mình text, mình nhắc: anh ơi, ngày mai lễ Phật Đản nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Đó là bảo hộ chúng sanh, bảo hộ bạn mình để bạn mình được chai lạc một ngày, bảo hộ bạn mình để mình bạn mình được đi chùa ngày đó. Phước không? Phước. Cho nên đừng có đợi đến khi nào mua được con cá phóng vô hồ mới kêu phóng sanh. Ăn chay là phóng sanh đó, phóng sanh thực tế luôn. Để dành được 100 đô mới đi bố thí gọi là phóng sanh. Chỉ cần 1 tháng 26 ngày chay. Ăn nổi không? 10 ngày rồi thầy. Pháp Hòa thật sự thưa đại chúng, Pháp Hòa ăn chay tháng có 2 ngày. Ăn tháng ăn 2 ngày, ngày chẳng ngày lẻ. Ngày lẻ.
Cho nên đại chúng á, mình bảo hộ chúng sanh bằng cách nào? Quý vị biết khi mà ngài Đức Phật á, ngồi may cho áo cho ngài A Na Luật, biết ngài dạy câu gì không? Thầy A Na Luật, hãy cầm những mũi kim này nhíp lại để cho những mảnh vải rách nó liền với nhau. Cũng như là chúng ta lấy chỉ giáo pháp mà kết với nhau lại thành một. Cái đó gọi là tăng. Tăng là vậy đó. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Người kia đang rời rạc, mình phải phone người đó. Mình phải làm sao để người đó trở lại tu tập. Có nhiều khi tu một thời gian rồi thấy không linh gì hết trơn. Cúng cũng dữ lắm, tụng cũng dữ lắm mà xui vẫn xui. Rồi hứa đủ con mà qua cái chuông này, cái kinh con in ngàn cuốn. Có ăn chay 3 tháng, cúng Phật này cúng kia mà cúng quá trời cúng, tụng quá trời tụng mà cũng xui như thường. Cái bắt đầu hơi lung lay rồi. Thì mình phải làm sao mình đưa người đó trở về với chánh pháp. Bảo hộ chúng sanh là vậy đó. Cho nên đại chúng cứ gửi những cái tin nhắn cho nhau. Thậm chí đọc cái gì hay gửi cho nhau. Em đọc cái bài này hay quá, em gửi cho chị đọc. Đó là một hình thức bảo hộ để giữ người đó mãi mãi tinh tấn trọn vẹn trên đường tu. Quý vị biết là Pháp Hòa đi đường với mấy chú tiểu, hồi đó còn chở đi học, lên xe bất cứ chuyện gì xảy ra bên dọc đường Pháp Hòa đều thành một bài dạy các chú hết. Ví dụ có một hôm đi đường rất là bằng phẳng nhưng mà nó cong nó quẹo, Pháp Hòa mới nói thầy nuôi mấy con dạy mấy con cũng như cha mẹ nuôi mấy đứa con ở nhà vậy đó. Tuy con đường nó bằng phẳng như vậy nhưng không thể nào buông tay lái được. Buông ra là nó làm sao? Nó lệch bánh, nó gây tai nạn. Có nhiều khi tụi con thấy cha mẹ lỏng lỏng tụi con tưởng có đâu. Cha mẹ để tụi con đi vậy đó, nhưng mà phía sau lúc nào cha mẹ hai bàn tay cũng đỡ. Cũng giống như hồi nhỏ tụi con tập đi đó. Tụi con tập đi mà mẹ với ba lúc nào cũng ở phía sau vậy nè. Để hả con mà sắp ngã thì cha mẹ tới đỡ. Thì Đức Phật bảo hộ mình cũng vậy. Phật bảo hộ mình cũng vậy. Cho nên mới nói 84.000 pháp môn tu. Trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Nhưng mà bởi vì pháp môn nó vô lượng, chúng sanh bệnh nào thì có thuốc đó. Cho nên chúng ta mới dùng một cái danh từ số nhiều để biểu tượng là 84.000 pháp môn. Chứ thật sự không có một cái danh sách nào để nói cho chúng ta rõ pháp môn một là gì, hai là gì, rộng cho tới 84.000 pháp môn. Cho nên 6 điều cầu phước của Như Lai. Một là bộ thi, hai là nhẫn nhục, ba là dạy dỗ, bốn là nói pháp nói nghĩa, năm là bảo hộ chúng sanh, sáu là cầu đạo vô thượng. Cho nên ngày nào mình cũng tự quy y tăng, tự quy Phật, tự quy pháp. Quý vị đọc cái câu tự quy Phật, cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thể, tại sao gọi là thể giải đại đạo? Chúng ta có thể đi trọn trên cái con đường lớn đó. Con đường lớn đó. Mà không phải con đường đó kêu là highway, freeway, đại lộ đâu. Con đường trong này nó lớn lắm. Người ta thường nói đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thơm thang hiếm kẻ tìm. Tuy rằng đạo tràng chùa Phổ Đức ở trong phố kia gọi là chật, nhưng mà vẫn đủ dung chứa cho mình ngồi. Nhưng mà có đôi lúc không có ngồi không hết. Nhưng mà có những chỗ người ta không mời tới, chen nhau để mà tới.
tới để mà donate, cúng dường vô điều kiện. Vậy thì Phật tử chúng ta tu là chúng ta muốn cầu cái phước. Vậy thì phước từ đâu? Phước từ những cái nãy Đức Phật dạy. Nghe pháp để chúng ta phát triển cái huệ. Nhẫn nhục bố thí bảo hộ chúng sanh. Một người mà người ta biết tu tập, mình có phước lớn lắm. Cho nên thưa đại chúng, thấy một người nào đó tâm họ lung lay, mình phải đưa tay tới mình cứu. Cái đó gọi là ấn địa xúc, ấn vô úy. Rồi nó nói thôi tôi không đi nữa đâu, tôi tới đó tôi phiền não lắm, thà tôi ở nhà tôi không có phiền não. Mình có thể nói với họ: chị ơi, anh ơi, hãy phát nguyện như ngài Địa Tạng đi, ta không vào địa ngục thì ai vào? Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có câu: địa ngục chưa hết thề không làm Phật. Ngài Địa Tạng phát nguyện như là địa ngục chưa hết thề không làm Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Còn mình bây giờ chúng sanh còn quá trời mà mình muốn gì? Chứng quả, quả lựu nổ trước khi chúng sanh cần. Cho nên mình cũng có chứng nhiều quả lắm, quả bom, quả lựu. Cho đi chùa nhiều khi trong giỏ móc ra cũng không phải chuỗi, không phải hình Phật, mà pháo tiểu. Nổ được lúc nào cứ nổ. Thôi thì hôm nay chúng ta về đạo tràng chùa Phổ Đức. Chốc lát nữa quý vị sẽ dâng nước soi tâm Phật. Hãy lấy nước của định, của giới soi lên, để bao nhiêu cái lớp bụi phiền não nó giảm. Nếu nó không sạch thì ít nhất nó cũng khá khá. Mình chưa có thể như ngài Huệ Năng đâu. Thân không là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay chưa từng dính bụi thì cần gì phải lau chùi. Chúng ta chưa. Chúng ta phải học như ngài Thần Tú. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Trời ơi, cái thân này mà nó bệnh một chút làm sao tú. Đừng có nói đã bệnh nặng, nhức đầu thôi, nhức đầu quá thôi con nghỉ tu. Nhưng mà nếu mà đi chơi á, má nhức đầu nhưng mà thôi để má ráng. Ráng đi chơi, không ai nói tôi ráng tu hết. Bữa nay má ăn chay á, nhưng mà tại thấy tụi con vui quá thôi để má ráng đi. Đi chơi đi làm gì á, chúng ta ráng được. Phải không? Mà tu hành nhẫn nhục không có ráng. Cho nên thí dụ mình nói trời tôi nhịn nó 3 lần rồi, thôi ráng chút nữa đi. Ráng chút. Cho nên nhiều khi mới nói tu mắc chi phải ráng, nhưng mà thôi đời này phải ráng. Phải không? Có nhiều khi mình ăn chay ăn chưa quen thèm lắm. Mà nhất là mình ăn chay mà con nó cứ mua thứ nó mình thích dễ để nhăn nhãn trên bàn vậy. Ở bữa Pháp Hòa mới nói, Phật nói trong kinh có nhiều khi mình phát tâm nhưng mình không có trú tâm. Ví dụ như mình phát tâm ăn chay nhưng mà nó kiên chú vô chuyện ăn chay. Mình ăn chay mà con nó mua mấy cái món mặn về nó cũng đi tới. Nhiều vậy con? Mua tiệm nào con? Mắc mớ gì tới mình? Bữa đó đâu phải ngại chuyện mình hỏi đó. Nhưng mà quý vị thấy không? Phật dạy hay lắm. Phật nói mình phát tâm thì có, mà trú tâm thì không. Để má đi niệm Phật là mình phát tâm niệm Phật, nhưng mà không có trú tâm niệm Phật. Mấy đứa nhỏ nó về nó ăn, mình đi ngang mình nói nhớ ăn ớt nha con, món này có ớt mới ngon con. Rồi xong rồi đi lần tiếp. Rồi mình đi ngang nó, mình thấy sao chén nước tương còn nguyên, nói má pha rồi đó con, vừa ăn lắm. Phát tâm thì có mà trú tâm không. Cho nên nó tại sao mà một trong những lý do đó mà Phật
rành tâm lý nữ, cho nên Phật nói nữ đi tu một lần thôi. Tại vì Phật làm như vậy để mình phải trú tâm. Tại vì một cái tật của người nữ là tâm thì dễ phát mà rất khó trụ. Nghe đi chùa cứ phát tâm rần rần đi, nghe làm gì cũng rần rần làm, nhưng mà giận cái buông hết trơn. Ở đây không phải mình nói xấu, giữa thiệt vậy chứ nói gì xấu. Nhưng mà thưa đại chúng, là Phật nói, tại sao Phật nói là người nữ đi tu lần thôi, không phải Phật không thương mình đâu. Nhưng mà Phật nói như vậy để mình sợ, mình trú tâm. Cho quý vị mới thấy, ví dụ như người nam, đâu phải mình khen, mà thường thường á, những cái gì mà đặc biệt á, thí dụ như ở những cái tiệm may đồ mà người ta may những cái đồ mà thượng hạng đặc biệt á, người nam, những nhà hàng sang trọng nấu ăn mà ngon sang trọng ở trong bếp cũng là người nam. Tại vì sao? Khi họ làm cái gì á, họ để tâm, chú tâm cho làm nó viên mãn. Còn mình á, tại cái tâm mình nó rộng quá, chỗ nào mình cũng thầu hết. Cho nên cái tập nghiệp, cái đó là Đức Phật á, có cái hay là Đức Phật chỉ nói để chúng ta nhận ra cái đó của mình, để chúng ta chuyển, chứ không có cái ý là ồ tại sao mình nói cái đó như là một cái là xấu. Không phải. Ví dụ như Phật nói chúng ta có tâm tham, Phật chỉ cho mình cái nào gọi là tham, mà cái nào gọi là tham mà tham xấu, gọi là tham bất thiện. Cái nào gọi là tham mà tham thiện. Tham á, nó cũng chưa chắc là xấu. Chưa chắc là xấu. Thí dụ như tham hướng thượng. Tham hướng thượng là tham sao? Tham đi chùa, tham bố thí, tham giúp người, tham làm lành. Nhưng mà rồi Phật dạy phải tiếc biết rằng mức độ nào. Thí dụ mình tham bố thí, nhưng mà phải bố thí trong khả năng, không nhất thiết phải đi mượn tiền tùm lum để bố thí. Phật dạy rất là rõ như vậy. Cho nên Đức Phật, nhiều khi Đức Phật phải dạy chúng ta là phải hướng dẫn cho mình. Mình thiện là đúng rồi, thiện là đúng, nhưng mình phải có tuệ quán với cái thiện đó. Thí dụ như con mình á, nó cứ xin tới nhà bạn nó cuối tuần ngủ. Có đôi khi mình muốn cho con mình nó được vui, nó thoải mái, thì ba lần cho cũng phải hai lần không. Nếu mình lúc nào cũng không, nó chán, nó thấy nó no life, và nó compare với bạn của nó, thì nó phản ảnh là với mình. Hoặc là nó nuôi một cái ý, mai mốt nó 18 tuổi, nó dứt khoát nó sẽ rời khỏi mình. Còn nếu như mình lúc nào cũng yes, thì sao? Nó sẽ coi thường. Nó coi thường cái đó. Cho nên á, mình thương con là tốt, nhưng mà phải có tuệ. Thậm chí mình tu hành cũng vậy, tu là tốt, nhưng phải có cái tuệ nó soi vô cái tu đó, thì cái tu đó nó đúng chừng mực của mình. Ví dụ như mỗi ngày phát nguyện tụng 21 lần chú Đại Bi, nhưng bữa nay bệnh quá ngộ không nổi tụng 3 lần cũng được, chứ Phật đâu có ngồi nói thiếu nghe. Nói đúng ra Phật không có quẩn, Phật không có rảnh đâu ngồi tính coi ai tu ít tu nhiều, tu đủ tu thiếu gì hết. Mà mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Cho nên Phật dạy tu thiền là mình quán. Quán thân trên thân, quán pháp trên pháp, quán tâm. Mình phải biết được cái tâm mình nó đang vận hành như thế nào. Thậm chí có nhiều khi mình cho người ta mà bằng tâm niệm nào. Mình cho bằng cái tâm niệm là mình đang cầu danh lợi, hay là mình đang cầu cái tiếng tâm, nó có trong đó. Mình phải thấy cái đó để mình chỉnh cái tâm mình. Chứ còn thật sự nói không có phải đấy. Ồ cái này là tội, không có ai bắt tội mình hết. Cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta muốn tự chỉnh mình. Và muốn chỉnh mình thì phải biết mình cho rõ để mình chỉnh cho nó đúng. Thí dụ như hôm nào á, mình khan tiếng thì đâu tụng kinh nói, tụng thâm, cái đó gọi là trì kinh. Còn hôm nào mình tiếng tốt, mình gì? Tụng kinh. Tụng là sao? Ê a có âm điệu. Còn lúc nào mình khan tiếng không được, không tụng,
trì kinh. Niệm Phật cũng có bốn cách niệm. Niệm lớn tiếng cho ta nghe, ta niệm theo, gọi là cao thanh. Cao thanh trì danh. 4 giờ sáng ngủ không được, ngồi dậy niệm Phật. Niệm zoom lên hết. Con nó ngủ không được. Má làm gì má? Má niệm Phật con. Đừng nói tội con. Trời ơi, nó sợ nó nghe chữ tội là nó vô phòng lại rồi. Rồi nó chùm mà nó đau khổ với tiếng niệm Phật của mình. Khi mình không trì danh được thì mình gì? Không, mình cao, không cao thanh được thì mình trì danh. Tâm mình còn loạn quá, để Phật trước mặt để quán tượng. Quán tượng. Đi một cái, đi lên xe bus hay đi một cái chỗ nào đó không có hình Phật để nhìn, quán tưởng. Nhắm mắt lại tưởng hình Phật. Trời ơi, người đẹp mình còn tưởng được mà. Chưa gặp người ta vẫn tưởng như thường. Bằng chứng, chưa gặp em, anh vẫn tưởng rằng. Vậy thì hằng ngày mình nhìn Phật là quán tượng. Đến khi nào ở một hoàn cảnh nào không có Phật tượng thì chúng ta quán tưởng. Rồi chúng ta nhìn thân tướng Phật là quán tướng, quán tưởng. Đến khi nào, lúc nào miệng mình cũng niệm Phật, tâm mình cũng có Phật. Cái đó gọi là thật tướng niệm Phật. Đấy. Chưa tâm chưa thuần dùng sâu chuỗi lần, gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ châu là đếm hột. Ngồi tê chân quá, đứng dậy, kinh hành niệm Phật. A di chân trái, đà Phật chân phải. A di chân trái, đà Phật chân phải. Kinh hành niệm Phật. Hơi thở, hít vô A di, thở ra đà Phật. Nhất là ngủ không được đó. Đừng có suy nghĩ. Càng suy nghĩ càng khó ngủ. Nằm im, A di hít vô, thở ra đà Phật. Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở. Đếm hơi thở niệm Phật. Vậy thì quý vị thấy có lúc nào mình mất cái cơ hội kiếm phước không? Đâu có đâu. Tu trong mọi chỗ mọi nơi. Và mình làm được như vậy, tự nhiên mình mới thấy chỗ nào cũng là đạo tràng mình tu hết. Cho nên nói theo ngài Duy Ma Cật, hỏi ông từ đâu tới, nói tôi từ đạo tràng mà tới. Đạo tràng ở đâu? Nơi nào tâm thanh tịnh, hình tướng có tu hành, chỗ đó là đạo tràng. Ở nhà mình cũng là đạo tràng. Ví dụ như nó thay vì nó tôi ở nhà tôi tới, mà nãy giờ ở nhà tôi yên tĩnh, không có gây gỗ gì, trên nhà tôi như đạo tràng vậy đó. Nói anh từ đâu tới? Dạ con từ đạo tràng tới. Nói vậy để làm chi? Để giữ tâm mình. Từ đạo tràng tới nha. Nãy đạo tràng nhỏ, qua đây đạo tràng lớn. Cho nên tới chùa Công Quả, chuyện đầu tiên lên lại Phật. Lại Phật để làm chi? Để nhắc nhở mình, rồi lát xuống bếp. Ai tới chùa kêu là cái chánh điện, với chánh điện ít người lắm. Ở dưới chỗ kia thành chánh điện. Nói là chánh điện chứ thường thường chánh điện thấy cuốc ba cuốc rồi đi, không ít ai ở lại lắm. Có cái chỗ chánh điện kia đông lắm. Chỗ đó tù dữ dội lắm. Cho nên á, cầu phước là ở rất nhiều trường hợp. Và khi mà cái gì đến mình, cầu đạo vô thượng, bảo hộ chúng sanh. Cho nên nói lời nào mà không tổn thương người khác, đó là bảo hộ chúng sanh. Nhắc nhở nhau đi chùa tu tập là bảo hộ chúng sanh, phước lớn. Cho nên có những vị tại sao ba gáo nước lên tấm Phật nha. Mình mà không biết là nãy giờ bị ba lớp bụi, tham, sân, si, bây giờ lấy giới một gáo, định một gáo, tuệ một gáo. Nhưng mà nhớ là trường hợp ít người ba gáo. Trời này mà đông mà ba gáo lạnh chết. Gáo được không? Lên gáo nước. Đông quá ba gáo người ta chờ. Đã vậy rồi còn quỳ xuống hít hà một cái. Rồi còn thò tay vô lấy cái vuốt vuốt lên đầu.
Ở Việt Nam mà các bà mà đi cái vụ này là bưng hũ chao theo hết. Tới phiên mình cái mở nắp chao ra, thầy rót dùng con miếng. Rồi lót xong rót thôi, mà rót ra mà lỡ cái hũ, cái ly nào mà nó có bông chút cái đem ra nó đã. Ông thầy cũng thương bà hơn đúng không? Ông mút mà bà có bông nhiều của tôi. Cho nên rồi á, tắm Phật hết phiền não mà xin nước Phật về phiền não quá chừng. Không đúng. Chứ không cần phải thấm vô vuốt đầu vậy đó. Phật mỗi ngày so đảnh thọ ký cho mình rồi. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký. Nhớ không? Cái câu mình hay đọc á. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký là xin Phật hãy lấy cái tay mà thọ ký cho con. Trong cái cuốn Kinh Pháp Hoa mà cái câu mấy câu cuối quý vị hay lại đó. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời. Nguyện A-di-đà Phật Thế Tôn. Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký. Nguyện ngã dự tri mạng trung thời gì đó. Thôi xin chúc đại chúng có một mùa Phật đản thật an lạc, hạnh phúc. Và bắt đầu từ bây giờ mình có thể tổ chức những cái buổi cơm ở nhà. Thay lễ nào mình cũng tổ chức tiệc hết. Tại sao lễ Phật đản không được? Tổ chức tiệc lễ Phật đản, mời nhau ăn chay, nhắc gửi những cái text cho nhau. Chị ơi, tuần tới đúng ngày đó tháng đó lễ Phật đản nha, nhớ ăn chay nha, nhớ đi chùa nha. Nhắc với nhau như vậy để biến cái ngày lễ Phật đản này mỗi ngày mỗi năm sâu khắc trong tâm Phật tử. Phật tử mình hơi hời hợt cái lễ Phật đản, lễ gì cũng nhớ, lễ Phật đản quên. Chúc đại chúng an lạc. Rồi chúng ta hồi hướng. Hay như là Phật, trước khi chúng ta kết thúc thì chúng con một lần nữa xin tri ơn Thượng Tọa Trụ Trì đã tạo duyên cho chúng con được về đây thăm chùa. Thật sự ra thì lúc thầy mua chỗ này thầy có chở đi ngang mà thầy chưa có quẹo vô. Bữa nay mình mới được quẹo vô. Rồi được thầy mở cửa đi vòng vòng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là Pháp Hòa cũng có cơ hội được thăm quý Phật tử ở Calgary. Thì giữa Calgary và Edmonton sát bên với nhau. Nhưng mà đôi khi Pháp Hòa ẩn thì quý vị hiện. Pháp Hòa hiện thì quý vị ẩn. Hôm nay Pháp Hòa hiện nguyên ngày. Nhờ vậy mới được gặp hết toàn thể đại chúng. Và hy vọng chúng ta được gặp nhau nhiều hơn để nhắc nhở nhau trên con đường tu tập. Và thưa đại chúng, ở ngoài đời cũng có hai việc thôi. Một là an cư, hai là lạc nghiệp. Cơ sở chùa Phổ Đức đã dần dần đến cái chỗ an cư rồi, phải không? Bây giờ quý vị hãy giúp thầy, trợ duyên cho thầy làm sao để mà vừa an cư mà vừa lạc nghiệp nữa. Phật tử ở Calgary rất là đông, đông lắm lần. Mà Phật tử Calgary rất có tâm, rất có lòng, mà tu cũng giỏi, mà phổi người nào cũng tốt. Pháp Hòa nói vậy là bằng chứng là mỗi lần tụng kinh với quý thầy, quý vị tụng rất là lớn, tụng rất khỏe, quý thầy đỡ mệt vô cùng. Tu rất giỏi, phổi rất tốt. Giờ ráng tụng nữa để cho phổi khỏe hơn nữa, không bao giờ bị bệnh phổi. Cái thầy muốn nhắc nhở là cái gì? Cái cách sống. Người thông minh, tài trí, không có cách sống cũng không bao giờ có bạn. Người dốt, không biết chữ, nhưng mà biết cách sống, bạn đầy được. Tại vì cái cách sống mới quan trọng. Vì người ta thương mình là thương cái cách sống, chứ người ta không thương cái tài. Cái tài thì trên thế gian này có nhiều người tài hơn. Mà cái quan trọng là cái, nếu nói cho đúng ra hay nữa đó, càng giỏi phải càng biết cách sống. Như vậy thì sao? Tài đức song hành. Cái đức là do cái cách mình sống. Bây giờ cái tài là mình giỏi, nhưng mà cách hành xử của mình dở
Nhiều khi kẹt quá người ta phải đến với mình. Thì người ta đến có phân nửa à. Ta đến vì người ta nhờ mình, ta cậy mình thôi, chứ ta không đến bằng tấm lòng. Người ta cho nên mình muốn ai đến với mình là phải đến trọn vẹn, phải không? Đến bằng cả thân tâm của họ. Nói theo ngoài đời là thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng mà nhiều khi mình sống sao mà người ta chỉ đến với mình thể xác là tại ta cần, nhưng mà trái tim người ta không có mà. Cho nên cái đạo Phật là đạo tu tâm. Nhiều người nói tôi không cần đi chùa, tôi không cần ăn chay niệm Phật giống mấy ông mấy bà đâu, tôi tu tâm. Biết tâm sao mà tu? Hiểu tâm là gì chưa mà tu? Mà nếu mình xưng là mình tu tâm là mình quả thật là người tu theo đạo Phật 100% đó. Vì đạo Phật là cốt tu tâm mà. Tất cả mọi hình thức lễ bái tụng niệm lần chuỗi, đánh chuông thỉnh mõ vân vân, không ngoài mục đích để đưa mình trở về với tâm của mình. Vậy thì tâm là gì? Tâm là cái nhận biết những gì đang xảy ra trước mặt mình, gọi là tâm. Thế thôi. Vậy thì khi anh giận, anh biết anh giận không? Biết anh giận mới gọi là tu tập. Không, mà ví dụ đang ngồi đây, tự nhiên có một người nào đó đứng dậy la bới rồi chửi rủa, cái mình mới nói tống cổ cái anh này ra, anh này mất lịch sự quá. Chỗ người ta đang mình biểu lộ cái giận mình lên, thì mình nói là sao? Sao anh giận dữ vậy? Tôi đâu có giận, tại vì cái người này cho nên tôi mới giận. Phật nói trong kinh đó, khi tâm mình nhiễm ô thì phải biết tâm mình nhiễm ô, thế mới gọi là tu tập. Mà đôi khi mình tức người khác, nhưng mình tức, mình đang giận, mình không nhận ra cái giận của mình. Mình đổ qua, tại nó như vậy cho nên tôi mới như vậy. Mà mình không hề chấp nhận rằng tôi như vậy. Chứ còn nếu như mình tu tâm mà giỏi, người ta như vậy mà mình không như vậy, mình lấy cái từ bi, mình lấy cái hỷ xả, mình lấy cái nhẹ nhàng của mình đó. Cho nên tu tâm là gì? Có khả năng nhận diện tất cả những gì đang xảy ra trước mặt mình, và có khả năng nhận diện những tâm hành biến đổi trong mình. Giận biết giận, buồn biết buồn. Giận cái người đó tím gan, vậy mà bạn hỏi chỉ có giận nó mắt gì nó giận, tôi có giận nhưng mà mắt phải trợn lên cái mắt phải trợn lên, rồi thậm chí còn biểu nó đáng cho tôi giận sao. Nhưng mà nói vậy đủ biểu lộ giận chưa? Đủ rồi. Có điều khi mà nó đụng nát cái nhỏ đó tên chứ. Như vậy thì thưa đại chúng, tu tâm là một quá trình. Cho nên á, người ta nói tu tâm nói rất mơ hồ, nói lơ lửng, mà không để gì để bào chữa, để cho cái không tu của mình thôi. Thật sự mình không tu ai làm gì được mình đâu. Nhưng nếu mà dùng cái chữ tôi tu tâm thì phải thật hiểu mình tu cách nào. Khi tâm mình như thế nào mình phải biết để mình tu. Cho nên Phật dạy á, nó có ba thứ lớn mạnh. Lớn mạnh bản thân. Lớn mạnh bản thân nghĩa là khi chúng ta quán chiếu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình là người tu đi. Mình là người tu thì mình quán chiếu tôi đi tu không phải vì cơm ăn áo mặc, không phải vì cuộc sống vật chất thế gian, mà tôi đi vào chùa để tôi tìm cái này. Mà người đó phải tư duy quán chiếu rằng vì ta vốn có cái sanh già bệnh chết, phiền muộn đau xót khổ cực vân vân, cho nên chính những cái này mà mình phát tâm tu. Nhưng mà không khéo vô chùa cũng chính những cái này nó hành mình, vì phiền não mà tu, mà rốt cuộc càng tu càng phiền não. Vậy thì chưa lớn mạnh bản thân. Tu thì cũng tu dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc phiền não quá chừng. Tại vì mình thấy xung quanh, mình thấy xung quanh. Cho nên Phật dạy mình á,
Bây giờ mình muốn lớn mạnh bản thân có ba cách. Một là trước khi mình làm mình phải tư duy quán chiếu. Trong khi mình làm mình phải tư duy quán chiếu. Sau khi làm phải tư duy quán chiếu. Phân vào ví dụ, trước khi mình trồng cái cây, mình đi ra mình nhìn đất của mình trước, rồi mình coi coi cái cây này trồng chỗ nào hạp. Và mình phải biết đất chỗ đó như thế nào. Và rồi mình quyết định mình trồng xuống. Nhưng mà khi trong khi mình trồng xuống rồi đó, thì mình phát hiện rằng cái cây này mai mốt nó lớn to lắm. Rễ của nó rất to, mà nếu trồng sát như vậy mà mai mốt cái rễ nó sẽ bắn vô nhà, là nó làm cho mấy cái đường nước trong nhà mình nghẹt hết, có thể nứt tường, nứt vách do cái rễ to của nó. Thì mình trong khi làm có thể dời chỗ. Hoặc là sau khi trồng, chúng ta phát hiện điều đó, chúng ta phải tìm cách dời chỗ vì nó còn chưa có bén rễ. Hay nhiều khi á, không phải ví dụ gần chút là chuyện nấu ăn. Quý cô nào mà đổ bánh xèo, muốn bánh xèo ngon thì mình phải pha bột rồi mình cất vô tủ lạnh trước một đêm. Để làm chi? Để cho cái bột nó nở ra, và cái độ lạnh của tủ lạnh sẽ làm cho bột giòn. Ngày mai mình đổ bánh xèo nó giòn. Sau khi mà mình bắt cái chảo lên, để là mình nói trước khi đổ không, giờ trong khi đổ nè, để cái chảo lên rồi mình tráng bột lên, khoan bỏ nhân đá, đổ một hai cái trống, gọi là thử bột. Mình phải ăn coi cái độ bột này nó đủ béo chưa, nó đủ mặn lạt gì chưa. Rồi trong khi đổ là mình có, nếu mình thử một hai cái mình thấy bột chưa ngon thì mình có thể thêm nước cốt dừa, thêm sữa, thêm muối, thêm đường gì đó để cái bánh này sau này nó ngon. Trước khi đổ, trong khi đổ và sau khi đổ. Như vậy thì Phật dạy mình tu rõ ràng trong cuộc sống. Trước khi hành động, trong khi hành động, sau khi hành động. Trước khi nói, trong khi nói và sau khi nói. Phóng vào ví dụ như cái anh MC á, ảnh lên điều khiển chương trình và ảnh chuẩn bị bài bản rồi. Và khi mà ảnh bước lên trên cái bục á, thì cái anh MC phải linh động lắm. Có nhiều khi bây giờ bắt đầu ảnh nhảy rào, ảnh nói những cái điều không còn trong bài bản nữa, vì ảnh thấy bây giờ cái hoàn cảnh nó khác, khán giả này khác, mình có quyền thay đổi làm sao để nó phù hợp. Thầy giảng sư cũng vậy. Nhiều khi lên chuẩn bị bài giảng mà bước ra nói ngồi, mình thấy thính chúng chưa đủ để có thể nghe cái đề tài đó, thì thầy giảng sư có thể chuyển đề tài. Mình là một người chủ lễ cũng vậy, chuẩn bị theo cái nghi lễ là 1 tới 10 mục. Bước vô lễ nhìn cái đồng hồ trễ rồi, thì người chủ lễ phải linh động cắt bớt một vài bài để cho buổi lễ ngắn lại mà không mất ý nghĩa. Trước khi lễ, trong khi lễ và sau khi lễ, mọi người phải vui vẻ. Hôm nay thời lượng tốt, mình đưa mình lên, người ta làm xong xuôi tới phiên mình còn có 10 phút, mình cũng làm nguyên cái nghi lễ tiếng. Ở dưới này tụng thì tụng mà hít. Ở trên thì như trên lầu có bộ hấp dẫn hơn. Thật ra mình, người ta vẫn tụng với mình nhưng mà cái tâm người ta chưa hết rồi, nó bớt rồi, có phải vậy không? Cho nên cái người mà người ta tổ chức chương trình văn nghệ cũng hay, những cái tiết mục gì mà hay người ta không có làm trước, ta phải để sau để làm gì? Để giữ khách. Trời ơi, một cái chương trình văn nghệ 11 3 1 2 đem ra trước hết rồi thì 7 1 sau nó dở ẹt, ta đứng dậy ta đi về. Thì ca sĩ lúc đó tuyên bố một câu:
tôi rất tự hào tên tuổi của tôi. Tôi mới vừa bước lên, 2000 khán giả xô ghế ra về. Cho cái người làm chương trình văn nghệ phải biết cái chuyện đó. Và thậm chí những nhân vật quan trọng, sự có mặt của họ sẽ làm cho mọi người thích thú vui vẻ. Thì luôn luôn mình phải để họ ở khoảng nào, có thể là khoảng giữa buổi hoặc là gần cuối buổi. Vì người ta nôn nóng, người ta háo hức muốn gặp người đó, người ta sẽ ráng ở lại để nghe cái người đó phát biểu. Thì trong cuộc sống của này cũng vậy. Người muốn có được cái lớn mạnh bản thân thì không phải nhắm mắt mà sống, mà người đó phải biết trong khi mình làm, trước khi mình làm mình suy nghĩ rồi, nhưng mà trong khi mình làm mình sẽ nghe người ta phản ảnh. Những cái gì trước khi mình làm nó có thể mình nghĩ mình đúng, nhưng mà một cặp mắt thì không thể nào mà rộng lớn bằng nhiều cặp mắt. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới có danh từ Phật nhãn, Pháp nhãn, Tăng nhãn. Một cặp mắt của mình làm sao thấy thấu đáo? Thì nhiều mình làm việc đó ra rồi, cái nhiều người ta phản ảnh. Thì trong khi làm mình có thể mình lắng nghe, để mình bắt đầu mình suy tư và mình đổi. Quý vị đi vào trong những cái washroom public ở trong bệnh viện, xin lỗi, ở trong phi trường, người ta có một cái máy, nó có mấy cái nút để mình bấm coi mình rate, mình cho điểm cái người, cái washroom này nó clean cỡ nào. Happy, bình thường, very happy, mấy cái nút á. Tức là cái người, dù là cái người clean toilet thôi, nhưng họ cũng phải cần nghe mình để họ biết rằng cái việc làm của họ mình có bằng lòng cỡ nào để họ chỉnh sửa lại. Chui ra nhà cầu thôi mà còn phải vậy, thì huống chi là bản thân chúng ta. Cho nên lớn mạnh không phải ở học hành, ở trường lớp, hay là tài năng mình như thế này thế kia, mà lớn mạnh là chúng ta dũng cái tài, nhưng mà chúng ta biết mở lòng để chúng ta nghe, và chúng ta học để chúng ta làm lớn mạnh bản thân mình thật sự. Mình sống đâu phải sống cho mình ấy. Anh làm việc này cho ai? Tôi làm cho tất cả mọi người. Thì phải nghe mọi người. Chứ mình làm cho tất cả mọi người mà mình chỉ nghe mình thôi chưa được. Nhưng mà nghe có nghĩa là họ biểu mình làm gì mình làm đấy. Nghe để mình làm gì mình rút. Có thể 10 cái phản ảnh chỉ có 3 cái mình đáng quan tâm, 3 cái đó mình học, còn 7 kia không cần, buông. Cho nên trong cuộc sống Phật dạy trong kinh rất rõ, lớn mạnh bản thân. Lớn mạnh bản thân nghĩa là chúng ta không phải là ăn cho bự cho to lên, mà chúng ta phải lớn bằng cách là chúng ta sống. Cho cái cách sống nó quan trọng. Có những cái điều chúng ta làm mà người thân chúng ta không thích, tại sao chúng ta phải tiếp tục? Ví dụ như mỗi lần mình hút thuốc là vợ sặc, con sặc, sổ bị dị ứng mà cứ hút. Thế thì mình chưa có thương. Người thương là phải tìm cách nào mình hút mà để đừng làm cho người thân mình khổ. Rồi thậm chí người mà thương sâu nữa, vì con mà bỏ thuốc. Cho nên thưa đại chúng, là trong cuộc sống này có tình thương là có tất cả. Tình thương nó sẽ làm cho mình đủ vững mạnh, mình làm hết tất cả những việc gì mình có thể làm. Nói tôi ghiền thuốc quá tôi cũng thể bỏ. Không phải đâu. Hồi xưa anh chưa ghiền mà anh còn ván ráng tập cho anh ghiền mà. Thì bây giờ anh sẽ ráng tập để anh đừng ghiền. Con người mình lớn lên ai tự nhiên 17-15 tuổi ghiền thuốc đâu. Tự tập cho mình ghiền. Ráng hút hút cho ghiền. Ráng uống uống cho ghiền. Ráng chơi chơi cho ghiền. Rồi tới hồi ghiền rồi chịu nổi sao. Thấy đi ngang casino ngứa tai quá. Cho nên thưa đại chúng là lớn mạnh bản thân là Phật dạy trước khi mình làm, trong khi mình làm, sau khi mình làm có tư duy. Trước khi mình nói, trong khi mình nói,
sau khi mình nói. Có nhiều lúc mình nói câu xong hối hận vô cùng. Cho nên cái livestream là gì? Phải livestream không? À, livestream mà cũng nguy hiểm lắm. Vì livestream là ta nghe trực tiếp, đâu rút lại được. Còn ví dụ như mà quý vị mà nghe ở đây là có thu lại rồi, lỡ mình nói gì còn đem băng về edit lại. Cắt xét bớt. Tức là một thầy giảng sư cũng vậy, trước khi nói cũng phải suy nghĩ mình nói cái gì. Trong khi nói thì luồng tư tưởng mình nó cũng phải đi ra. Và thậm chí trong khi nói phải nhìn, lâu lâu nhìn xuống, ở dưới hình như có bộ nhắm mắt gật đầu có nhiều. Ví dụ vậy đó. Thì ổng có kiếm cách nào ổng đâu có nói gì lên để cho ở dưới bừng tỉnh cơn mê lên. Trước khi nói, trong khi nói, rồi sau khi nói, mình quán chiếu lại cái bài nói chuyện của mình. Mà chính nhờ như vậy mà mình tự lớn bản thân. Cho nên mình bây giờ mình nghĩ lại, mình làm sao mình học bằng con mình, phải không? Nhưng mà tại sao mình giỏi hơn con? Là vì mình sống bằng kinh nghiệm và tư duy rất nhiều. Cho nên cái đứa nhỏ hồi nhỏ đó, nó nhìn ba mẹ nó nói ba mẹ cổ lỗ sĩ, tụi con học mới bài bản. Sau một thời gian nó lớn lên rồi, nó nhìn lại cha mẹ nó nói bây giờ con phục cha mẹ. Quý vị để ý, quý vị đi những ngôi chùa mà lớn to trên núi rồi ngày xưa, hàng ngàn năm về trước, xe ở đâu, cần cẩu ở đâu, đục mát ở đâu, mà người ta làm chùa trên núi mà cái nào cái nấy khủng hoảng. Còn bây giờ mình có cái chuyện là máy móc đủ thứ là chuyện bình thường. Cho nên là bây giờ ví dụ như là thời đại là tối tân, máy móc, điện tử, người ta làm cháy nhà, cháy cửa bằng programming hết. Mình coi phim mình thấy cháy thường thường chứ không có gì đâu, computer làm hết. Nhưng mà ngày xưa là đâu có được như vậy. Người ta phải dàn dựng một cảnh thật, rồi người ta phải làm lửa cháy như thế nào mà cháy thật, mà không có phải lan cháy, mà cháy trong cái hoàn cảnh là người ta control được, để mà đóng một bộ phim. Chờ ngày xưa những bộ phim người ta đóng thiếu những cái phương tiện mà người ta dàn dựng được. Bây giờ mình nhìn lại những bộ phim đó mình phục. Quý vị nào mà có coi cái bộ Tây Du Ký đóng năm 1986, nếu mà có cơ hội mà coi những cái cách mà họ dàn dựng đi trên thuyền, trên lửa như thế nào, thấy cực khổ vô cùng. Muốn đóng được cái bộ phim đó gần 10 năm trời để thực hiện cái bộ phim đó, mà đến chỉ có một cái cảnh cuối cùng thôi, cái cảnh mà đến Tây Phương rồi đó, mà cái cảnh đó phải dừng 5 năm không thể thực hiện, là gì? Không kiếm ra cái cảnh nào cho nó giống cảnh Tây Phương. Cuối cùng họ mới tìm được bên Thái Lan hoàng cung, nguyên cái đoàn làm phim phải qua Thái Lan quay cái đoạn đó. Thế bây giờ mình coi, mình chỉ cần bỏ ra mấy chục giờ mình ngồi mình coi cái lèo, thấy không, là hết phim. Mà người ta cần phải coi, người ta cần phải dàn dựng cả hàng chục năm bộ phim mới hoàn tất. Thì quý vị để ý là gần nhất đó, chỉ cần lên mâm cơm mà ngồi ăn 10 phút là xong. Nhưng mà ta cần 10 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Như vậy thì chỉ cần chúng ta nhìn như vậy, để chúng ta trân trọng, biết ơn, rồi từ đó lớn mạnh bản thân. Bây giờ thấy cái công khó cực của mọi người, không có dám phiền hà, lỡ nó có thiếu sót chút ít. Cuộc sống mà chỉ cần như vậy thôi. Nếu dụ bây giờ mình thấy con mình hồi nhỏ nó sống kỳ cục lắm, lớn lên càng ngày nó càng dễ thương, mừng không? Mừng vô cùng. Mà nó trợ thì có ai cho bà, cho bạc, cho vàng, tôi không mừng. Tôi thấy con bây giờ, tôi bây giờ nó thay đổi tính tình, cách sống nó, tôi mừng hết sức. Thậm chí bây giờ mà tôi chết thì tôi yên tâm rồi, vì tôi thấy con tôi nó khôn lớn, nó nhận chân được cuộc đời rồi. Như vậy thì chúng ta mong mỏi con cái mình là lớn mà khôn. Khôn là chỗ đó, khôn là biết nghe, biết lắng, biết quán chiếu, biết tư duy, biết chuyển mình, biết thích ứng. Chứ không phải khôn mà lấn lướt người ta. Mẹ, hồi nãy con đi mua cái này nè,
Con để dưới bà tính tiền bà đâu có thấy đâu. Con lấy 5 cái bà tính có 3. Trời ơi nghe sao. Con tôi thiệt khùng. Mai mốt nó về nhà nó chà mấy cái nó đi ra. Nó sao mất tiêu vậy con? Dạ bữa con lấy được. Mày thiệt là thằng khôn nhà dạy chợ. Cho nên nhân quả mà. Nó gạt người ngoài được thì lâu ngày nó cũng gạt luôn cả mình. Khi mà nó xài được nhiều mà ở đâu ai cho nó gạt hoài được phải không? Nó thiếu thốn quá thì nó chỉ còn được gạt người nhà. Cho nên hồi nhỏ mà thấy con cái con nít mà nó cung tay nó đánh người khác, mình có cái thói quen hay quá con giỏi đánh thì đánh lên. Mà mình đâu có biết mình đang tưới tẩm cái hạt giống bạo động trong đứa con. Cho nên khi mà nó còn nhỏ mà nó có những thái độ như vậy là mình phải chỉnh nó liền, không thể để. Vì không khéo rồi mai mốt cái đó nó lớn bằng luôn á. Cái hung dữ nó bằng cái thể xác nó luôn. Cái đó, chừng đó là vừa lớn mà vừa khôn luôn. Quý vị thấy được cái điều mà nói. Bây giờ bản thân mình cũng vậy. Bây giờ dù hồi đó mình mới bước vô chùa, mình không biết trời trăng mây nước gì đó. Mặc dù mình giờ 50 tuổi rồi, mới bước vô chùa không biết gì thì cũng giống như người nhỏ thôi. Chôi chà bắt đầu, chị em không biết gì mấy chị chỉ em nghe. Tới hồi biết rồi là bắt đầu sao? Những cái tật phiền não của mình nó đi theo. Bởi vì mình không khéo tu cái chỗ đó. Nguy hiểm lắm. Cho nên Phật dạy trong kinh, cái bài kinh này hay lắm. Nếu một người tu, một vị tỳ kheo mà quán chiếu về bản thân mình, đi tu, quyết định một câu, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ xóm, bỏ làng, bỏ tất cả, để mà rồi nhận cái cuộc đời thông thả để đi tu. Nhưng mà tu không khéo làm sao, hồi bỏ hết cái này gom khác. Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ lục thân quyến thuộc, nhưng mà nhận một lô sân si phiền não tật đố ganh tị làm bà con quyến thuộc của mình hết trơn. Đụng tới mình là mình ganh, đụng tới mình là mình ghét, đụng tới mình là mình thế này thế nọ. Cho nên Phật nói rốt cuộc rồi không có lớn mạnh bản thân. Tu mấy chục năm mà bản thân không được gì hết, ủa không? Rồi bây giờ Phật nói câu thứ hai, lớn mạnh thế giới. Bây giờ mình phải suy nghĩ rằng những việc gì mình làm đâu phải chỉ mình hưởng, mà sau này người khác hưởng. Ví dụ như giờ nè, ngày hôm qua đây thôi chứ không đâu, thì Phó Hòa có một cái em đó, nó lên nó khóc. Năm đại học năm thứ hai rồi, thì nó mới nói Phó Hòa là bây giờ ba mẹ con đánh lộn chửi lộn mỗi ngày, con không cách nào con học được. Mà bây giờ thầy mà về nhà con là thầy thấy cửa lũng, tường lũng, lũng nhiều lỗ lắm. Phong Hòa hỏi tại sao lũng? Mình biết nhưng mình muốn hỏi lại. Nói tại vì khi mẹ giận, mạnh mẹ giọng. Khi ba giận, mạnh bé oánh. Bây giờ nhà của con là không có chỗ nào lành lặn. Mà không phải chỉ cái hình ảnh trong nhà thôi, nhưng mà cái môi trường trong nhà đau khổ lắm. Nó nói con biết mẹ con có một mình con, nhưng bây giờ con nếu con sống trong nhà nữa là con chết. Mà cái đứa nhỏ này nó không phải là người Việt Nam. À, xin lỗi, nó là 50% người Việt. Rồi bây giờ là nó đang đi tìm, hỏi giờ con đang đi làm gì, nó nói nó đi làm cái nghề pha cà phê ở mấy cái tiệm, vừa đi học đại học năm thứ hai. Thì Phó Hoàng mới nói thôi bây giờ Du đi, Du muốn đi kiếm phòng xe đó thì Du đi. Mình chưa có dám offer nó liền, nhưng mà mình nghĩ trong bụng rồi, đối đế quá chắc cũng phải kiếm chỗ cho nó. Nhưng mà mình ý Phó Hoàng muốn nói, nhiều khi mình sống mình chỉ vung vẩy để cho hả cái cơn giận tức của mình, để thỏa mãn của mình, nhưng mình quên xung quanh. Cho quý vị thấy nhiều khi một người làm mà cả làng hưởng. Hưởng tốt cũng có mà hưởng xấu cũng có. Ví dụ hôm nay, bây giờ trong những năm gần đây,
cộng đồng người Việt ở tại đây đóng góp công sức để lo cái chỗ này. Nên mình nghĩ là ồ, mình làm để mai mốt mình hưởng, nhưng mà thật sự mai mốt con cháu mình có phần không? Cũng có. Rồi thậm chí những vị bây giờ 30 tuổi, 40 tuổi đang góp phần đây, thì 20 năm sau, 30 năm sau thì quý vị cũng hưởng. Cho nên đó, đây là Phật dạy tư duy quán chiếu nè. Những gì mà chúng ta thực hiện làm hôm nay, đó là chúng ta làm cho lớn mạnh thế giới. Bây giờ một bản thân tốt thì cả thế giới cũng có phần. Ví dụ như quý vị thấy các cái nước này người ta mở cửa cho du học sinh vô, còn ta đâu có nuôi. Cha mẹ Việt Nam gửi đứa qua đây mấy chục ngàn năm, nào là tiền học nè, nào là tiền ăn, tiền ở cho nó nè, phải không? Như vậy thì học ở đây nhưng mà chính phủ không có nuôi, cha mẹ ở các nước đổ tiền về nuôi, vậy thì đất nước này cũng có một phần kinh tế tốt. Sau khi nó học xong, nếu nó tài giỏi, đất nước này mướn lại nó, hay là cuối cùng nó quyết định nó ở định cư lại đây, thì đất nước này sao hướng. Như vậy quý vị thấy người ta biết cách đầu tư, ta biết cách đầu tư. Dù một đứa nhỏ ngoại quốc tới, nhưng mà người ta, mình nghe tiếng là, nhưng mà hôm qua có một cha mẹ ngồi nói vậy, Pháp Hòa nói nhưng mà mình cũng mừng là hai cái duyên nó gặp. Nhiều khi á, đất nước này người ta mở cửa mà kinh tế mình không có cũng chịu, hay ngược lại kinh tế mình dồi dào nhưng mà đất nước này không mở cửa thì chúng ta cũng chịu. Như vậy thì chúng ta phải nhận ra cái duyên của mình. Mình được một cái cơ duyên là ở cái quốc độ này và cái môi trường này. Chúng ta đừng sống thờ ơ quên lãng chỉ biết riêng mình, mà hãy làm gì để cho thế giới này mỗi ngày mỗi tốt. Cho nên thưa đại chúng, một ngày quý vị niệm Phật thôi, 10 phút thôi quý vị cũng tu đó, và đóng góp vào cái thế giới này. Mình tu 10 phút mà ví dụ bây giờ 100 người 10 phút thì được như thì một nhiêu giờ thế giới tu, ngàn người, trăm người. Bây giờ Pháp Hòa nói cái thành phố Toronto ví dụ vậy đi, một nếu mà mỗi cái ngày thứ hai mà dân mà bớt đi xe, đi bộ, đi làm, đi xe đạp, đi làm, thì trời ơi cái pollution nó cũng giảm xuống, phải không? Mình giảm đốt đi những cái xăng nhớt, xăng dầu. Cho nên cái gì mà chúng ta giảm mình thấy không có gì, nhưng mà khá lắm. Quý vị thấy không, 25 xu thôi, một ngày bỏ qua 25 xu, một tháng có nhiêu tiền. Thậm chí ngày bỏ 1 đồng, tháng có 30 đồng, năm mình có nhiều. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái nhỏ mà chúng ta không làm, vì chính cái nhỏ mà chúng ta tăng trưởng. Trong kinh Pháp Cú Phật nói đó, chớ khinh điều thiện nhỏ mà không làm, vì điều thiện nhỏ mà cứ làm, mai mốt thành cái thiện lớn. Ngược lại, đừng cho điều ác nhỏ mà cứ làm, điều ác nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành cái ác lớn. Cho nên tội thì chúng ta chưa có, nhưng mà lỗi thì mỗi ngày. Lỗi là gì? Là cái mà chúng ta vô tình phạm phải. Tội là cái mà chúng ta cố ý mà làm. Như vậy thì lỗi mà là lỗi mà không chữa thì lâu ngày sẽ thành tội. Bởi vì biết rồi mà vẫn phạm. Ví dụ mình đi con đường đó là mình đi ngược chiều, ô xin lỗi không để ý, nhưng mà một lần thôi chứ ngày nào cũng vô là thế nào cũng có tai nạn. Vì có những chiếc xe họ sẽ đi không có chừng mực giống như mình vậy. Cho nên là lớn mạnh thế giới, những cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta thấy rằng nó có lợi lạc cho thế giới, cho mọi người. Chính thế giới Đức Phật muốn dùng là cái chung, nhưng mà ở đây chúng ta nói gần cho người thân mình, cho người thân. Và mục đích của cuộc đời là trải rộng hạnh phúc. Cái hoa nó sinh ra để nó được rực rỡ, con người mình sinh ra để có lòng nhân. Bất cứ một đóa hoa nào nó sinh ra đời để nó góp phần rực rỡ cho cuộc sống, thì bản thân chúng ta có mặt ở đời này cũng để làm gì? Ít nhất không lớn nữa cũng phải gia đình mình, bà con quyến thuộc của mình.
uổng. Cách đây 2 hôm thì có một em năm nay cũng 20 tuổi rồi mà cứ lang thang không việc làm không gì, cứ đi chỗ này làm 3 bữa, đi chỗ kia làm 4 bữa. Rồi hồi hè xin pháp hòa nói thầy con xin phép con đi. Dĩ nhiên là nó lịch sự lên nói vậy thôi chứ nó có dính dáng gì đâu, nhưng mà nó lên nó nói con báo thầy hay là con đi qua tỉnh khác con kiếm việc rồi vậy. Thì cuối cùng ngày hôm qua trở về hỏi con kiếm việc được chưa, nó dạ con kiếm được rồi ở bên BC. Hỏi con làm gì vậy, dạ con đi bán quần áo trong mấy cái shop. Thì pháp hòa mới nói con làm gì cũng được, nhưng mà thầy nghĩ nếu mà tụi con mà đi tu con làm được nhiều việc hơn. Bây giờ mấy thầy nghĩ, mấy đứa suy nghĩ nha, trong cuộc sống này có ai sống mà không để phụng sự không? Service. Con làm waiter con cũng service, con làm waitress con cũng service, con đi đứng con đổ xăng cho người ta con cũng service, con làm bác sĩ con cũng service, con làm nha sĩ con cũng service, con bán quần áo cũng service, thầy làm thầy chùa thầy cũng service. Phật tử nói thầy ơi con cần thầy đi tới tụng giùm con, ba con mới quá. Dạ một service. Thầy ơi ba con bệnh ở bệnh viện nửa đêm nữa không thầy đi đâu. Dạ cũng là cái service. Thế thì mục đích của cuộc đời này không phải sống cho bản thân mình mà để mình service. You live to service. Mà service là tiếng Việt mình gọi là gì, là phụng sự. Service là phụng sự. Mà nếu chúng ta có phụng sự thì chúng ta đang là hạnh nguyện của ai? Hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát là luôn luôn đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chiều hôm nay đến đây, một số quý cô nghĩ có một số quý vị đi làm về ghé đây luôn. Thôi thì nấu miếng đồ ăn gì đó để cho các vị đi về đói bụng ăn. Phụng sự ai bắt đâu, nhưng mà từ trái tim nhìn nghe thâm cảm làm. Có nhiều người nghĩ tu là phải ngồi tụng kinh ngồi thiền học hết lớp này tới lớp kia, còn làm với mấy thầy là bon chen là không phóng. Có một thầy đó thầy đi chợ nấu ăn cho chúng mấy chục năm, bữa nọ thầy đi xuống ghe xuống đò thầy đi chợ mua đồ ăn. Thì một vị mới nói trời ơi thầy con nghĩ thầy tu mấy chục năm giờ thầy ngồi thầy hưởng chứ, con tự với con đâu ngờ là thầy còn đi chợ đâu. Ông thầy nói ủa bộ đi chợ không tu sao, sau này trở thành một bậc cao tăng. Quý vị thấy không, có những người người ta suốt cuộc đời người ta làm gì, tở dưới bếp ta nấu ăn cho mình, mà ai dám nói ai dám khinh thường người đó, không có người đó mình nói mèo. Thì chính cái người đó là cái người đã làm cho chúng ta phải nhìn và học hỏi. Người ta cũng biết vươn lên như mình, người ta cũng có thể ngồi trên bàn giấy vậy, mà tại sao ta chấp nhận cầm đôi đũa cái xẻng? Có những người Phật tử vô khóa tu 10 ngày nha, mà hầu như là service nhiều hơn là tu. Rồi các vị mới nói con sợ con lo việc hoài thì la hoài, nói không. Mình thấy cái gì, nếu cái việc đó không cần mà mình nhúng vô là mình chứng thành phí giờ. Còn việc gì người ta cần mà không ai làm mà mình làm thì tương đồng với cái tu. Bởi vì chữ tu là gì? Tu là có khả năng tư duy quán chiếu, nhìn thấy cái gì sai thì sửa, cái gì hay thì tán dương phát triển. Thế là tu chứ gì đâu. Tu là có khả năng nhìn lại mình, chỉnh sửa lại mình là tu. Cho nên lớn mạnh bản thân, lớn mạnh thế giới. Mà bản thân mình lớn mạnh là tự thế giới lớn, vì chúng ta có đóng góp. Rồi bây giờ cuối cùng là gì? Lớn mạnh tác dụng. Tác dụng là gì? Là học pháp. Ví dụ bây giờ quý vị học cách ngồi thiền 10 phút, học cách thở, học cách mỉm cười, học cách sống chậm. Ở 10 phút đó mà ngày nào mình cũng im dữ vậy, tự nhiên một thời gian cái con người mình bắt đầu nó lắng xuống. Trời ơi mình thấy quả thật cái này tác dụng quá trình. Không qua ví dụ vậy. Cho
Cho nên á, tại sao quý vị thấy trong cuộc sống có nhiều cái chuyện nó đơn giản vô cùng mà mình không nghĩ ra. Ví dụ như mình nấu cái nồi cơm á, nó bị cháy đít nồi, khét đi. Không phải khét mà nó có lớp cơm cháy, cạo nại khó ra. Chỉ cần lấy miếng nước canh rưới lên, lá cái nó mềm, cái mình lột được cái lớp cơm cháy đó, mình ăn không có phí. Mình đổ nước lạnh cũng được, nhưng mà thay gì mình đổ nước lạnh xong đổ nước canh. Thấy vậy, đây là một tác dụng. Hồi nhỏ Pháp Hòa thấy người ta có hình Phật thờ. Pháp Hòa đâu có hình Phật, tại lúc đó mới 5 tuổi mà ai cho mình hình Phật thờ. Cứ đi thấy ai mà mấy cái bao nhang á, thường thường mấy bao nhang nó có cái nhãn Phật á, nhãn Quan Âm, nhãn gì đó, xé cái bao nhang ra dán vô trong tường. Rồi ai cho mình nhang để cúng đâu, mình lượm mấy cái chi nhang, mình cầm mình tưởng tượng như đây là nhang. Lúc đó 5 tuổi thôi. Rồi mình thấy nhà ta thắp nhang, ta thỉnh chuông, mình không có chuông, ra lấy cục đèn, mấy cái cục đèn, lấy cục gạch, gõ vô nó 3 cái. Như vậy quý vị thấy Pháp Hòa có dụng tác dụng hồi nhỏ không? Không có nhang thì xài chân nhang, không có hình Phật thì xài bao nhang, không có chuông thì xài cái cột đèn. Tới hồi đi chùa, lớn lên đi chùa, tiền đâu mà mua cái khánh, lấy cái chuông xe đạp. Quý vị biết cái chuông xe đạp mà bóp như này, nó 2 cái nó trôi, gỡ nó ra. Nhưng mà gỡ nó ra rồi thì ở trong nó có cái lỗ để mà 2 cái nó móc, nó chấu với nhau. Pháp Hòa lấy cái căm xe ghim vô giữa vậy, như cái dù vậy, nhưng mà cái đó làm cái chuông đó. Hồi nhỏ tụng kinh nghèo lắm, tiền đâu mà thỉnh chuông thỉnh mỏ, xài những cái gì mình có. Đó, Pháp Hòa nói trong cuộc sống là những cái vật chất mình dùng, mình nói ví dụ mình sử dụng như vậy không có phí. Cái thời nghèo ở chùa quê Việt Nam, tăng ni làm gì có vải mà mang quần áo, toàn là mặc vải tang. Phật tử mà ta tới, người ta làm lễ xả tang, xin hết lại, sổ chỉ kéo thẳng ra rồi kết lại. Kết đến khi nào đủ một miếng vải lớn thì mới cắt đủ một bộ đồ. Mà trước khi cắt ra đem nhuộm với măng cục, nấu nước măng cục nhuộm nó thành cái màu nâu á. Đó là mình nói, Pháp Hòa nói là trong cuộc sống mà nếu chúng ta sử dụng tác dụng về vật chất, Pháp Hòa nói về tác dụng. Ở đây Pháp Hòa ví dụ như vậy để mình thấy tác dụng giáo pháp. Khi mình ứng dụng Phật Pháp linh động, mình thấy màu nhiệm hay ho. Càng ngày mình thấy trời ơi, sự sử dụng Phật Pháp của mình càng ngày càng hay. Càng ngày mà Phật Pháp đã giúp cho mình sống thoáng mà không có buông lung. Quý vị nhớ hai cái chỗ đó cho rõ. Đặc biệt Phật Pháp là tự tại, tự do mà không tự tôn tự ti, tự tin mà không tự tôn, không phóng khoáng mà không phóng túng. Cái đó mới là tinh thần của Phật học. Chứ đừng có nghĩ rằng phóng khoáng rồi là mình phóng túng. Phóng túng nó khác. Phóng túng là mình luôn tình mặc ý, sống dễ vui theo những cái trần tục thế gian. Còn phóng khoáng là có những trường hợp du di, không thể nào ép uổng nó đi vào, chúng ta phải du di cái trường hợp. Thí dụ như đứa con nít, nó gặp thầy, nó không biết cách chào cách xá, nó nói hai thầy. Mình phải nên phóng khoáng chỗ đó, đừng có bắt lỗi nó ngay tại chỗ đó, nó không được thoải mái. Có nhiều khi người ta có cái tình thương, ta lại ta tròn cổ lên thầy, ta chụp tình thì ta nghĩ thầy như người thân. Thôi nếu muốn nhắc họ là sao, chứ không có nên nói những cái điều mà khó chịu trong lúc đó. Cái đó gọi là mình thoát một chút. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Như vậy thì hôm nay có Hòa nói 3 điều trong kinh: lớn mạnh bản thân, lớn mạnh thế giới, lớn mạnh tác dụng. Tác dụng là gì? Tức là những giáo pháp, những lời Phật dạy mà chúng ta ứng dụng linh động trong cuộc sống. Và từ đó chúng ta thấy rằng nhờ chúng ta ứng dụng linh động như vậy, cho nên mình tu cũng thoải mái, người xung quanh mình cũng thoải mái, và mình không làm cho mọi người khó chịu với cái cách sống của mình. Vậy nói cách khác là cái cách sống
mình cách có cách sống mình không có khó, mình không có khó khăn thì tự nhiên người xung quanh mình không có khó chịu, người ta không có khó chịu đối với những cái cách của mình. Thì thời gian không có nhiều, con Hòa chỉ xin có vài lời thưa với đại chúng qua một bài kinh Đức Phật dạy. Thế hôm nay chúng ta luôn luôn mong mình á, con mình nó cũng lớn khôn, rồi bản thân mình cũng lớn khôn, nhưng mà mình nhớ là lớn cái gì, khôn cái gì. Lớn cái thân thể, cái thể xác ngũ uẩn này, nhưng mà chúng ta cũng phải lớn luôn cả cái phần học hỏi tu tập. Đó, mình làm sao để mà mình sống mà mình giảm khổ cho bản thân mình là một chuyện rồi, mà chính người xung quanh mình cũng giảm khổ với mình, mà linh động hay hơn nữa là chúng ta đóng góp được cái phẩm chất gì trong cuộc đời này. Dù một cái điều rất nhỏ, một cái điều rất nhỏ thôi. Ví dụ mình đi mua một cái, đi chợ thấy bà cụ kia đứng thiếu còn có một đồng, đâu có đáng gì đâu, mình móc đồng ra mình trả cho bà cụ vui, mình đi ra ngày hôm đó mình cũng vui, mình cũng thấy tự nhiên hôm nay mình sống mà mình biết lân mẫn vô một đồng. Quý vị để ý nghe câu chuyện cảm thấy gì, nhưng mà rồi nếu mình thực hiện trong cuộc sống mình sẽ thấy vui. Mình sống mà mình làm, mình mượn xe người ta đi, trước khi trả xe nhớ coi bình xăng, người ta đưa bình xăng đầy ta hỏi trả xe đưa không còn giọt. Ta lên xe, ta lắc đầu, ta hỏi ơn rồi. Dù là mình mượn ta còn có, ta xài còn có một ngấn hay nửa bình, nhưng mình trả xe mình đổ đầy nhiêu đó thôi, mình về mình vui mãi. Mình thấy rằng mình sống mà mình biết phải quấy, biết mà sống lắm, thì tự nhiên mình không có thẹn. Mà không thẹn thì có đi cũng không có gì để mà chúng ta có. Vì cuộc sống này chúng ta ứng dụng lời Phật, tác dụng, chúng ta dụng một cách linh động trong cuộc sống, và chúng ta làm người xung quanh hạnh phúc, bản thân mình hạnh phúc. Sống được như vậy gọi là lớn khôn. Chúc đại chúng sức khỏe an vui. Thưa Thầy, cho con hỏi làm sao Thầy có nhiều năng lượng để đi hoằng pháp từ chỗ này đến chỗ khác? Con biết nhiều khi Thầy không có thời giờ để ngủ, không có thời giờ để lo cho bản thân. Làm cách nào Thầy dạy chúng con có những năng lượng dù một chút xíu như Thầy? Cái này á, nó thuộc về thiên cơ bất khả lộ. Nếu muốn được cái năng lượng này thì phải cạo đầu rồi có lẫn được. Bây giờ nói ra rồi quý vị có nhiều năng lượng quá rồi không tu sao? Thật ra thì thưa đại chúng, ở trong đời sống của chúng ta đó, ngoài cái sức lực, chúng ta phải có tâm lực, năng lực, Phật lực, pháp lực, tăng lực, đạo lực, phải không? Thì chúng ta làm bất cứ việc gì thì chúng ta cần nhiều cái lực để trợ duyên cho mình. Ví dụ cái bàn nó nặng không thể dùng sức thì chúng ta phải dùng gì? Dùng trí, dùng mưu. Mà dùng trí dùng mưu tức là dùng, chúng ta dùng cái tâm lực để chúng ta suy nghĩ cách nào để dời cái bàn mà không mất sức. Trong cuộc sống mà chúng ta chỉ làm việc bằng sức lực thì có ngày chúng ta sẽ kiệt lực. Còn nếu chúng ta phối được giữa trí và sức thì chúng ta sẽ có nhiều cái dẻo dai hơn. Thật sự ra không phải là có quà không mệt mỏi, nhưng mà nhiều khi mình mệt mà người đó đến với mình thì cái việc của họ đó, mình suy nghĩ cái khổ của họ nó còn khổ hơn một chút mệt của mình. Cái mệt của mình chỉ cần nằm xuống là ngủ, nhưng mà cái mệt của tâm hồn một người đau khổ đó nó mệt còn gấp mấy lần. Thật
thôi bây giờ mình đến mình giúp được người đó được một phần nào thì người đó tự động sẽ bớt đi và tự nhiên. Mà nhiều khi nó đặc biệt là mình làm rồi mình thấy người ta hạnh phúc, người ta an ổn, cái mình quên. Ai là bác sĩ, ai là những người làm về tiếp xúc với những người bệnh từ thân tới tâm thì mình sẽ cảm nhận được cái điều đó. Có nhiều khi Pháp Hòa sắp sửa lên và nói pháp thoại là Pháp Hòa mệt lắm, không còn một chút sức. Nhưng mà bây giờ mình đã lỡ ký hợp đồng, báo chí đã đăng rồi, bây giờ mình không thể. Nhưng mà nhiều lúc lên là cái đầu nó nặng mà mệt mỏi. Nhưng mà nó lạ một điều là lên ngồi nói chừng 5 phút sau thôi là tự nhiên tất cả cái mệt mỏi đó nó tan biến hết, nhức đầu chóng mặt gì nãy là nó tan hết. Và lúc đó mình có thể nói một giờ, nói một tiếng rưỡi, nói hai tiếng và nói xong xuống rồi hết bệnh rồi. Cho nên quý vị biết là cái năng lực của tự tâm đó, mình gọi là nội lực đó, nó quan trọng. Mà muốn được cái nội lực đó, chúng ta mỗi ngày phải tập. Mà giáo pháp của Phật là một trong những năng lực để nuôi dưỡng mình. Nhiều khi Pháp Hòa đâu có ngủ, ví dụ trong suốt cả ngày làm việc, một ngày mệt quá 5 phút, 10 phút. Và ở chùa là ai bây giờ cũng rành Pháp Hòa, ngủ trên máy bay mà làm việc dưới đất và ăn trên xe. Nhiều khi không có giờ ăn, cái giờ mà ra phi trường là mới giờ ăn cơm, bới một hộp cơm lên xe ngồi ăn. Và mấy chú chở ra tới phi trường rồi là xong hộp cơm rồi là nguyên một ngày đó là hành trình, đâu có ăn dọc đường. Ăn sáng đó rồi, trưa đó rồi là đi xuống đất một cái là làm việc cho tới giờ ra phi trường. Và về tới chùa thì có việc chùa rất là nhiều. Như hôm nay Pháp Hòa ở đây, sáng mai Pháp Hòa làm lễ xong rồi là ra phi trường luôn. Về tới nhà là 5 giờ rưỡi chiều, 7 giờ rưỡi tối là có lớp thiền và giảng pháp. Ngày Chủ nhật, ngày hôm sau là sáng 6 giờ là có lễ sám hối, rồi Phật Pháp vấn đáp, rồi lễ Chủ nhật hàng tuần. Sau đó rồi là 6 giờ chiều ngày mai là có lễ Vu Lan tại nhà dưỡng lão tử nạn ở Em Bình Tịnh. Công việc liên tục chứ không có nghỉ. Khóa tu 10 ngày xong, qua ngày 13 là bắt đầu Pháp Hòa lên đường đi Phật sự. 11, 12 là dọn dẹp, 13 là đã lên đường. Và bây giờ cái lịch của Pháp Hòa là quý vị là mà coi cái lịch tháng 9, tháng 10 tới là không có tuần lễ nào cả. Và thậm chí bây giờ lấn luôn cả ngày thường. Giờ các nơi họ không cần cuối tuần luôn, ngày thường cũng được. Thật ra là giờ mình thấy là thời gian mình không có. Nói không có không có nghĩa là không có gì hết. Không có thời gian để mình mong lung phóng túng vậy thôi. Quý vị hiểu ý vậy, chứ không phải là không có thời gian làm gì. Tất cả thời gian của mình là sử dụng cho công việc, thế giới, bản năng lực bản thân. Nãy mình nói lớn mạnh bản thân, thời gian mình xài đúng là lớn mạnh cho thế giới. Mà tại sao mình đủ hai cái lớn mạnh đó là tại vì mình có tác dụng, tức là có học Phật, có hành theo lời Phật, ngồi thiền, tụng kinh, tự nhiên nó nuôi mình. Đêm hôm qua đâu có ngủ, 10 giờ sáng mới bay mà 5 giờ rưỡi đã ra phi trường rồi. Tại vì có người ra phi trường giờ đó thì Pháp Hòa đi theo luôn, chứ lát nữa lại phải mất công người chở nữa, thôi đi theo luôn. Ra ngồi từ 5 rưỡi tới 10 giờ mới có chuyến bay. Tại vì mình không phải là ca sĩ mà là tu sĩ đó đó. Bây giờ câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi thầy, thầy giáo thọ bộc trực nóng tánh, vậy có ảnh hưởng đến đệ tử không? Cái điều này thì không thể tránh à. Tức là bây giờ đó là bất cứ ai, nếu chúng ta sống trong đời sống hàng ngày mà chúng ta vung vẩy những cái độc tố trong người mình, từ cái cách nói, cách sống của mình, thì người khác cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, nếu người đó là nhỏ hay là những người đệ tử mình.
Nhưng nếu người đệ tử mà lớn mà khôn thì chỉ nhận rằng đây là một bậc gọi là nghịch hạnh Bồ Tát, tức là luôn luôn tỏ lộ như vậy để chúng ta thực hiện cái hạnh nhẫn nhục, chịu đựng và đi qua. Chúng ta nhận và chúng ta không khinh, hai cái đó nó khác. Giống như mình thấy người đó xấu mà mình không có ghét, mình biết người đó dở mình không treo, cái đó mới là bản năng của người tốt. Vì trong cuộc đời này á, ai cũng có những cái tích cực và tiêu cực của chính mình. Và tu tâm nghĩa là tâm mình đối cảnh mà không bị những cảnh đó làm cho tâm mình vui, thế là tu tâm. Cho nên tu tâm dễ sợ lắm, chứ không phải bình thường đâu. Chứ không phải như người ta nói cho nó nói là để mà có nói. Nghĩa là mình nhận thấy cái người đó dở mà mình thương được người đó, mình tìm cách mình nâng đỡ người đó, mình không khinh chê người đó, như vậy mới là tu tâm. Nghĩa là tâm mình nhận biết người đó dở mà không hề tâm mình dở theo. Chê người ta là tâm dở rồi, bất quá dở kiểu khác thôi. Dở kiểu khác là không biết lân mẫn mà chỉ biết chê. Chứ còn nếu mình nhận người ta dở mà mình không có lấy cái, mình khi nhận ra mình nhận người ta dở mà mình không giúp thì là mình đã dở rồi. Mà tu tâm mà phải thấy được cái tâm dở đó, phải thấy được cái tâm mình dở quá chừng. Thấy người đó xấu mà không ghét, phải ghét người đó, tôi ghét người đó lắm, vậy là tâm chưa tu tâm. Anh nhận diện ra người đó ghét về dở mà tại sao người đó không dễ thương mà không tìm cách để anh quán triệt. Cho nên khi tâm mình khởi một cái niệm xấu về ai đó, mình đừng có bào chữa, tại nó vậy chứ tôi mới ghét chứ mắc gì tôi ghét nó. Mà hãy mà cái tâm ghét nghĩa là tâm gì, tâm nhiễm ô rồi. Phật gọi là tâm nhiễm ô. Người có tâm nhiễm ô thì biết tâm mình nhiễm ô, người tâm mình trong sạch thì biết tâm mình trong sạch. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy sự tu tâm khó là vậy, cả một quá trình chứ đâu phải là bình thường như người ta thường nói đâu. Ngay cái vui nó hai cái vui nha, vui bất thiện và vui thiện. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vui thiện nè, người ta làm rớt đồng đi trước, mình đi sau thấy lượm bỏ túi mừng, vậy là vui. Nhưng mà vui bất thiện vì mình thấy của rớt mà mình biết người đó làm rớt mình không trả. Còn nếu mình cầm cái đó mình trả là mình vui mà vui thiệt. Ăn cắp đồ của người ta về khoe, trời bữa nay hên dễ sợ, đi ngang không ai biết ai bỏ quên lấy đem về xài thì cũng là vui vậy. Rồi bây giờ mình có chánh niệm mình nhận diện ra mình vui, bữa nay vui dễ sợ, hên dễ sợ là chánh niệm thôi. Nhưng mà mình biết rằng chánh niệm mà cái vui đó là vui bất thiện không? Đó, đánh bài vui không? Vui, nhưng vui bất thiện. Tại vì đánh bài là vui, mà vui trên đau khổ của người khác, vui trên đau khổ trước mắt là vợ con, gia đình, bà con, quý tộc của mình. Mà thậm chí mình vui, mình vui trên cái khổ của chính mình, công xương sống, cống xương sườn, đổ mồ hôi trán, vác mồ hôi đầu, kiếm tiền không biết xài mà đi đánh bài. Thành thử ra tu tâm là mình nhận biết cái vui của mình, mà thậm chí vui này là vui thiện hay là vui bất thiện, như vậy mới gọi là tu tâm. Mình hạnh phúc trên đau khổ của người khác. Vì vậy cho nên á, mình là một cái người nhận diện tất cả những ai. Ví dụ bây giờ mình nhận diện thầy mình đóng mắt tắt, vậy thì mình thương thầy á, mình phải tìm mọi cách để làm cho sự nóng tánh của thầy nó giảm, chứ không ghét, không khinh. Vì cái quá trình của thầy nóng đó là quá trình của mình tu. Thầy nóng nhưng mà ngược lại được cái là cho mình luyện cái tâm mình, tu cái tâm mình. Mình không nóng theo thầy. Còn cái chuyện ảnh hưởng là tự thầy phải biết rằng mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người đệ tử. Vì nếu người đệ tử đạo lực chưa thâm, giống như con mình nó còn nhỏ, nó biết gì đâu, mình nói vậy thì nó học.
Chứ còn nếu nó lớn rồi thì nó nhận biết công đó là sai, nó không học. Tự mỗi người mình làm dở thì phải biết rằng có thể mình ảnh hưởng xung quanh. Nhưng mà người khác mà tác đối tượng của cái đó thì phải biết rằng cái kia chỉ là đối tượng trợ cho mình. Cho nên cả hai đều phải không. Cha mẹ nhiều khi khinh thường đứa nhỏ, nó biết gì kể đó đi, nói gì không sợ. Nhưng mình đâu có biết. Quý vị biết không, và nghe mấy đứa nhỏ nó nói nè, cô đó, bác đó hay nói xấu con lắm, tưởng con không biết. Con không nói được thôi mà con nghe con biết. Nhiều khi nó đứt, nó không hiểu thì tiếng đâu tiếng Việt lại vô đó, rồi mình nói thằng này thế này nó hiểu hết đó. Nó hiểu mình đang nói xấu nó hết đó, mà nó không trả lời là được, nó lên mét không à. Nói bác hay nói xấu con luôn. Thưa thầy, con muốn nhờ thầy dạy con từ thôi kệ. Hiểu chữ thôi kệ không? Thôi mặc kệ đó. Chị này dạy con mình cái gì cũng thôi kệ, con phải làm sao cho đúng thôi kệ. Cái câu người ta thường nói đó, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Cái thôi kệ là như thế này, là mình dạy con mình bỏ qua chứ gì. Dạy nó bỏ qua là đúng, nhưng mà phải chỉ cho nó cái thật sự đúng để nó có thể thôi kệ cái sai. Ví dụ nó mang chiếc dép lộn, thôi kệ, đâu có được, phải không nè. Nó mắng ba nó, ba nó nói chờ bà dạy con bà sao giờ nó biết chữ tôi, thôi kệ đi không. Được không? Như vậy thì đối với đứa nhỏ đó, có những trường hợp mình thôi kệ, tức là mình tha nó lúc này, nhưng phải chỉnh nó cái đúng. Không phải, ví dụ nó đi vô phòng mình á, mình nghĩ con mình nít, cho nên mình thờ ơ chuyện tiền bạc. Nhưng mà chính cái thờ ơ tiền bạc của mình đã tạo cho con mình cái tâm tham. Nó đi ngang thấy má để 2 đồng nó lấy, mình nghĩ trong bụng chuyện nhỏ, thôi kệ, 2 bạc không sao, cũng thôi kệ. Nhiều ngày bắt đầu, bây giờ bắt đầu mới kêu thôi đừng lấy mới khó rồi. Chứ nó quen rồi. Thật ra mình cũng đóng góp một phần là mình nghĩ con nít nó không tham. Nhưng mà đừng có quên rằng bản thân nó cũng là một con người. Và cái tham nó sẽ lớn dần theo cái tuổi. Cái tham nó sẽ lớn dần theo cái dục trong người nó. Không có trường, không có một cái nhà trường nào mà dạy yêu cả. Mà tại sao đứa nào nó cũng biết yêu? Vì đó là bản chất của con người đó. Thật ra cái tham sân si, ai không có ai mở trường dạy cả. Trường nào cũng mở dạy không tham, không sân, không si, mà hình như không mấy người học. Mà không trường nào mở lớp dạy tham, dạy sân, dạy si mà con người học đầy dạy, học ngày đêm. Có phải vậy không? Như vậy thì chúng ta đừng tạo phương tiện để cái tham có thể sinh. Hôm nay con lấy 2 đồng của mẹ, mẹ bỏ qua cho con, đó là thôi kệ đó. Nhưng mà từ nay về sau con không được lấy như vậy. Con muốn thì con phải xin. Lần sau mà con lấy như vậy mẹ sẽ phạt con. Ví dụ vậy. Hay là nếu con lấy 2 đồng lần sau nữa, hay là lấy tiền nữa, là mai mốt mẹ sẽ không cho tiền con phần nào đó. Tức là mình thấy cái sai mình sẽ tha cho nó lúc đó. Nhưng phải chỉnh nó để nó biết cái nào mà nó sai để nó sửa. Ở chùa, mấy chú tiểu á, chùa mỗi ngày cúng cô hồn nấu miếng cháo, thì mấy bác bỏ miếng cháo vào bình gạo, vô bình thủy, tới chiều nở ra thành cháo. Mấy ổng trút ra chén cúng xong để nguyên trong nữa. Chiều nào mà xuống cũng thấy cái bình thủy mở nắp và dơ. Chiều nay đi học về đầy đủ ăn cơm, Pháp Hòa tuyên bố tất cả mọi người chiều nay ăn cơm xong không được rửa chén, để yên ngày mai đi học về lấy chén để ăn tiếp.
Ông nào cũng trợn mắt nhìn, dơ sao ăn thầy. Pháp Hòa mới nói, nếu mà mình thích ăn cái tô sạch thì mình phải biết rằng cái bình thủy kia xài nó cũng cần phải được sạch. Cái cách của Pháp Hòa thường dạy là cho thấy cái thí dụ, để rồi làm sao mình có thể nhận cái thí dụ đó một cách thiết thực mà tu sửa. Mình đem mình rửa đi, nó đâu có thấy. Mình phải để yên cho nó thấy cái trật. Rồi mình chỉ nó thấy cái trật xong rồi mình sẽ làm lại cho nó thấy cái đúng, để nó có thể so sánh giữa cái dở và cái hay. Đừng bao giờ sửa xong mới nói. Để yên đó, để mình có cho nó thấy được cái thực, cái hiện thực, cái gì gọi là sai, và sau khi xong rồi cái gì gọi là đúng. Con nít nó đi học về, nó chơi ở cái playground cát không à, nó về là giày của nó một giày cát, và nó lột dơ, nó lột ngược vậy nè. Lột ngược về là cái dơ nó nằm ở trong cái chiếc vớ mà nó nuôi cục vậy nè. Tới hồi đi giặt là nó giục nguyên cục đó vô nó giặt, phải không? Giặt ra thì nguyên cái cục đó còn nguyên chứ có sạch đâu. Nếu mình ở nhà mình lấy đồ ra mình xấy, mình xếp, mình thấy như vậy, cái bắt đầu mình la, đứa này hư thế này thế kia, tự mình duỗi cái chiếc vớ ra, mình đi giặt. Về mình nói, nó trơ trơ, nó chỉ nghe mình nói mà nó không mục kích thấy cái gì là dơ và cái gì là sạch. Pháp Hòa để yên chiếc vớ đó, hỏi chiếc vớ này dơ hay sạch, giờ đâu có nhớ. Thấy thì dơ mà ngỡ ngỡ đã giặt. Bắt đầu cầm lên ngửi, cũng có một chút xà bông thơm, nhưng mà pha lẫn với cái mùi hôi. Nói dạ con muốn nhớ mà con nghĩ giặt rồi. Pháp Hòa nói chiếc vớ này hôm nay lấy ra từ phòng giặt, nghĩa là con đã giặt. Nhưng mà cái giặt của con là cái giặt ẩu. Cái giặt của con là cái giặt ẩu. Và giặt mà không để ý thì đây là kết quả. Tốn xà bông, tốn nước, tốn điện mà không được gì hết. Cuộc đời của mình cũng vậy. Có những cái chỉ cần 10 giây thôi là sạch sẽ vô cùng mà không làm mất một giờ đồng hồ. Có một chú đi ra đổ rác, có ngoài dặn mang vớ mang giày làm biết, mang nguyên chiếc dép đi ra ngoài tuyết đổ rác vô xong phỏng trình. Lạnh quá. Rồi vô bắt đầu cái chân nó lạnh, nó buốt da, nó trồn trốc da là sao. Mất 2 tháng trời để mà thức kem mãi lại. Đâu có dám nói. Bữa nọ Hòa thấy đi gà nhắc hỏi tình mới kể chuyện đó. Phan Hòa nói con thấy không, con chỉ cần mất 10 giây con xỏ 2 chiếc vớ, con không cần mất cả 2 tháng phải gà nhắc và đi chỗ. Cho nên cuộc đời này á, tụi con có những cái kiểu con chỉ cần bỏ 5-10 giây con làm thôi là mọi việc đâu đó mà không làm. Một cái chén dơ mà con rửa liền thì con không bao giờ có cả xin chén dơ. Mà khi một xin chén dơ mà mình sẵn sàng để rửa vì mình biết đây là kết quả của những cái chén cũ của mình. Đằng này thấy xin chén dơ bắt đầu làm biến. Cuộc đời là vậy, con người là vậy. Một cái sữa nhỏ không sữa, bắt đầu đợi nó thè lè ra rồi nó thôi về sữa gì nữa giờ. Thôi kệ. Đã thấy thôi kệ không? Cho nên cuộc sống này từ vợ chồng, những cái gì mình không đồng ý hãy mở lòng và nhẹ nhàng nói với nhau. Không phải cái gì cũng thôi kệ. Thôi kệ nó có những lúc đúng và những lúc không. Mà thôi kệ không đúng là cuối cùng rồi cũng thôi. Thì cuối cùng sao? Thôi kệ. Được không? Mà thôi kệ còn đỡ hơn mặc kệ nha. Mặc kệ là còn dở nữa. Mặc kệ là gì? Không thèm ngó tới. Bỏ phê. Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích như vậy để đại chúng thấy. Nếu cái nhỏ mình không chỉnh thì mai mốt nó thè lè là khó chỉnh. Ở đây ai đã từng sống trong cảnh nghèo mang dép đứt mà đi kiếm người giá. Ở Việt Nam mình có mấy cái ông giá dép dạo đó, không biết có ai nhớ mấy cảnh không. Rồi dép mình đứt thì tiền đâu mua đôi mới. Mấy ổng có một cái lon nướng than, có cái cây lùi,
để cái cây lùi nó vô cái lò than cho nó nóng, xong mới lùi hai cái lỗ trong cái chiếc dép mũ của mình, rồi mới lấy cái dây kẽm nó cột lại vậy thôi mấy anh cũng lấy tiền. Nhà nghèo dép đứt nhưng mà biết giá thì dép cũng có thể đi được. Cho nên Khổng Tử dạy không có gì phải mắc cỡ khi mặc. Mình nghèo mình mặc áo rách, nhưng mình không để rách mình biết giá thì ai dám nói mình nghèo? Không, nghèo mà không hèn là như vậy đó. Tức là mình có thể mình dở, nhưng mình luôn luôn học hỏi chỉnh cái dở của mình as much as we can. Được bao nhiêu cũng biết, người ta appreciate cái đó hơn, người ta trân trọng cái đó hơn. Đừng bao giờ thôi kệ, mặc kệ thì nó hư chuyện. Cuối cùng có một ví dụ, khi mình đi học, mình đi thi, người ta cho mình mấy cái multiple choice A, B, C. Cái nào không biết, đôi lúc cũng phải cứ gạch đại cái, biết đâu chừng hơn được 5 điểm. Thôi kệ là mất không có điểm nào. Làm một bài toán không biết, nhưng mà làm được nửa chừng tới đó là ngưng hết biết cách sao. Thầy cô giáo sẽ chấm điểm mình ở ngay cái đoạn đầu đó, tức là so far mình đã hiểu được tới đây rồi. Và ít nhất người ta thấy rằng tới đâu mình bị ngưng, bị stuck, tới đâu mình không hiểu bài. Thôi tôi không biết tôi bỏ, thì không ai biết là mình đã hiểu tới đâu. Cho nên đó, con của mình đôi khi nó rửa chén hao nước đó, nhưng mà cứ cho nó rửa. Hao nước đỡ hơn hao hơi. Nó hao chút nước mà sau này mình đỡ hao hơi. Mà hao hơi thì tổn sức. Thôi chúc đại chúng sức khỏe. Thôi chắc tới đây cũng được rồi. Ngày xin cảm ơn trước hết là quý phụ, quý bác, quý cô chú rất nhiều, các anh chị toàn thể đại chúng đã dành thời gian đến đây để sinh hoạt buổi chiều này. Và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt rộng lớn hơn để cho tất cả mọi người cùng được chia sẻ Phật pháp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng.